Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 181, cả đời vinh hoa phú quý. Đám cháy này nhanh chóng lan rộng, tiểu thác đã chỉ đạo sơ tán khách khứa, nhưng tất cả những người già yếu, bệnh tật đều được sơ tán trước, chỉ còn lại thanh niên trai tráng ở lại tham gia cứu hỏa. Trong kinh có Tuần Thành Ti, sau khi biết tin tướng phủ hỏa hoạn, Tuần Thành Ti đã phái người đến cứu hỏa. Những con hỏa long còn lại đều đã được ném xuống hồ để dập lửa, những người nâng hỏa long cũng đã tham gia chữa cháy. Tây môn hiểu nguyệt ngôi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nàng ta thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân, một mũi tên chúng hai đích, giúp mẫu thân loại trừ nhị thẩm, lại có thể loại trừ con gái của liên thị hạ thương mai, sau này ở tướng phủ còn có ai có thể chống đối nàng ta nữa. Tiểu thư, người muốn ra ngoài xem không, bên ngoài rất náo nhiệt đấy, nha hoàn thạch lựu cười nói. Tây môn hiểu nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nhíu mày, không đi, có gì đáng xem đâu chứ. Ta sợ nhất là nhìn thấy xác chết. Cùng lúc đó, nhà hoàn hồng hoa cũng bước tới nói, tiểu thư, nhị ra cũng ra ngoài cứu lửa rồi, nếu người không đi, sợ sau này truy cứu ra, nói người vô tâm. Tây môn hiểu nguyệt nhếch môi, ta là tân nương tử, nơi nguy hiểm như thế sao ta có thể đi được. Tổ phụ sẽ không trách ta đâu, hơn nữa, nếu nhị phòng không còn người phụ nữ đanh đá chua ngoa như nhị thẩm, nhị thúc cũng chẳng qua chỉ là con hổ giấy, chẳng làm gì được, ta không sợ một chút nào. Hồng Hoa cười nói, thế cũng phải, trước giờ nếu không phải nhị phu nhân nắm quyền, nhị phòng sớm đã bị lão thái gia đánh vào lãnh cung rồi, bây giờ không còn nhị phu nhân nữa, phu nhân chúng ta có thể ngẩng đầu rồi. Audio điện tử võ tấn bền Cả đời này mẫu thân ta bị người ta ức hiếp, cũng nên chờ mình rồi. Nàng ta nhìn dáng vẻ như ngọc của mình trong gương, vô cùng tự đắc, nhưng lại bất giác nhíu mày, hồng hoa, người lại đây, màu sơn móng tay và màu son bóng này của ta có phải không hợp không? Nàng ta đưa ngón tay lên cạnh môi, quả thực không hợp, người lấy son môi lần trước mà hoàng hậu nương nương ban tặng đến đây, ta điều chỉnh cho đẹp một chút, hôm nay ta là tân nương tử, tuyệt đối không thể để nữ nhân bên ngoài cướp lấy hào quang của ta được. Thạch lựu nói, tiểu thư vốn dĩ thích nhất là thoa màu thạch lựu đỏ lên môi, lông màu lại đậm sắc, tôn lên làn da vô cùng trắng trẻo và sạch sẽ của tiểu thư. Đã nhiều năm không trang điểm rồi, nếu không phải lần này tái giá, cả đời e là phải núp dưới ánh đèn mờ. Tây môn hiểu nguyệt khẽ thở dài, nhìn người ở trong gương đồng, các người nói, ta với liên thị, ai xinh đẹp hơn. Hồng hoa nhao nhao nói, tiểu thư hỏi như thế không phải là đang hạ nhục bản thân sao, liên thị đã là một người phụ nữ lớn tuổi, sao có thể bì với tiểu thư được. Tây môn hiểu nguyệt cười mắng, hồng hoa, cái miệng của ngươi cũng đanh đá đấy, sao có thể nói như thế? Liên thị khi trẻ cũng từng là một mỹ nhân, bây giờ tuy tuổi đã già, nhưng ít ra cũng còn mấy phân tùy mị của thời xuân sắc, hôm nay có lẽ không nên để bà ta ra ngoài phủ, không thì để ta gặp thử rồi cùng nhau đi kính rượu khách hứa. Thạch liệu hỏi, tiểu thư chưa gặp qua liên thị sao? Chưa gặp qua, thực ra ta và liên thị có phần giống nhau, bà ấy du rú, rú xó bếp, ta cũng du rú, rú xó bếp, chỉ là tâm trạng của ta bình tĩnh hơn bà ấy, bà ấy trong tướng phủ, không được yên ổn, tuổi già cũng vì thế mà dày vò, nhất là nữ nhân tài sắc lại càng dễ bị tổn thương, nếu liên thị về, ta cũng phải đối xử tốt với bà ấy, phải tốt hơn so với khi còn Trần Nguyệt Nhung. Thạch lựu không kìm được nói, tiểu thư lòng dạ yếu mềm, liên thị này giờ đây được phong làm huyện chúa huyện Đan Thanh, sợ rằng sẽ càng kiêu ngạo hơn lúc trước. Không thể kiêu ngạo nỗi đau, sau khi hạ thương mai chết, bà ấy sẽ không còn chỗ dựa, nhiếp chính vương cũng sẽ không chăm sóc bà ấy nữa. Với lại, viên phủ đã chuyển đi, bà ấy ở trong thành có thể nói là không người dựa dâm, nếu muốn sống quãng đời còn lại ở tướng phủ, thì phải biết nên làm người như thế nào. Nàng ta luôn cảm thấy trang điểm vẫn chưa đủ nên đã lệnh cho hồng hoa phủ thêm chút phấn, khi nhìn khuôn mặt tươi như hoa, nàng ta mới cười nói, tuy nói tương ra có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại thận trọng và trưởng thành, ngoại hình cũng ổn, trông chẳng thấy già chút nào, không biết chừng còn khỏe mạnh hơn những vị công tử kia gấp mấy lần. Mặt nàng ta đỏ bừng, không biết là do phấn trang điểm hay là trong lòng cảm thấy thẹn thùng nữa đây. Đúng rồi, nếu như nhị phu nhân xảy ra chuyện, những của hồi môn đó có phải có thể lấy về chỗ chúng ta rồi không? Thạch lựu đột nhiên hỏi. Đừng lo, cứ để nó trong nhà kho của phủ, đợi liên thị trở về, bảo bà ấy thu xếp xong đồ đạc rời khỏi hạ trí uyển mới nói. Còn chỗ này, ta sẽ không ở lâu nữa, nhân lúc phải sửa sang phòng phụ sắn tiện thu dọn lại hạ trí huyền, thay đổi một số vật dụng cũng phải nàng ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn đám cháy khẽ thở dài cháy lớn quá căn phòng đó sợ là không dùng được nữa cũng tốt phá đi xây lại làm thành phòng ăn cũng được đúng đấy đó là nơi tốt lại gần hoa viên thạch liệu âm hiểm cười hồng hoa ngửi thấy mùi hương trong không khí và đột nhiên hỏi các người có ngửi thấy mùi gì không nó giống như mùi của lửa. đương nhiên Thạch Lựu cười nói, lửa lớn như vậy nhất định phải có mùi lửa. Không, không, Hồng Hoa nhìn quanh rồi chạy ra ngoài. đột nhiên giật mình, trời ạ, à, cháy rồi! Tây Môn hiểu Nguyệt và Thạch Lựu bỗng chạy về hướng nàng ta, chỉ thấy phòng bên cạnh sân đang bốc cháy, khói dày đặc bốc ra từ phòng cạnh. trời ạ, à, trong đó có rất nhiều pháo, đêm nay dùng cho phòng tân hôn. Thạch Lựu sửng sốt, người đâu, người đâu? Hồng Hoa vội chạy ra ngoài và thấy cánh cửa trong sân đóng chặt, nàng ta tái mặt vì sợ hãi, hạ nhân chắc là đã đến phòng phụ chữa cháy hết rồi. Tây môn hiểu nguyệt sửng sốt, trầm giọng nói, mau, nghĩ cách mở cửa. Bên ngoài cửa khóa chặt, hai người kéo mạnh mới nghe thấy tiếng xích sắt. Có người khóa trái ở bên ngoài, Hồng Hoa bị sốc, Tây môn hiểu nguyệt lo lắng, làm sao mới được đây? Ở đây có còn lối thoát không? Không, sân này có lối đi phía trước, lối vào bên hông vốn dĩ ở đó nhưng đã bị bịt kín. Thạch lựu rời từ trong phòng ra một chiếc ghế, dùng hết sức đập vào cửa, thấy lửa bốc lên ngày càng cao, hơn nữa, còn kèm theo một tiếng rắc, sau đó là một tiếng ẩm âm âm, liên tục, âm thanh kinh khủng đến mức làm các cửa sổ ở căn phòng đều bật ra hết. Ngọn lửa bùng lên đột ngột và nhanh chóng men theo hành lang, trong hành lang không có thứ gì, đáng lẽ không thể cháy được, nhưng dường như dưới đất đã bị tưới đầy dầu lửa nên mới cháy lên. Cứu mạng, cứu mạng, hồng hoa và thạch lựu mở miệng kêu lên. Ngoài cửa, một người nghe tiếng hét bên trong âm thầm mỉm cười, sau đó cô ta tháo giải lụa trên người rồi ném thẳng lon nhựa thông vào cửa rồi châm lửa đốt, vén lại mái tóc, lặng lẽ bỏ đi. Dầu tué vào cửa, chốc chốc lại được thắp sáng, chẳng bao lâu nữa, cánh cửa này sẽ bị phá, bọn họ có thể thoát khỏi đây. Người ta là muốn giết mình, nhưng mình lại chỉ hù dọa người ta, mình đúng là mềm lòng, thương mai à, mày nhân từ như thế nhất định sẽ có hồi đáp, nhất định, phú quý vinh hoa cả đời. Thương Mai khẽ thở dài, cảm thấy đi theo kẻ ngốc nhiều quá bản thân cũng biến thành ngốc luôn rồi. chương 182, phòng tân hôn bốc cháy. Ngọn lửa trong căn phòng phụ vẫn còn cháy nghi ngút, mộ dung khanh đã hai lần lao ra lấy nước, rồi lại lao vào hiện trường vụ cháy. Cánh cửa bị xà ngang chặn lại không vào được, bốn phía đều là biển lửa, cửa sổ bị phong tỏa, tuy rằng đã bị đốt cháy, nhưng lại tạo thành hàng rào lửa ngăn cản, không cách nào xông vào. Hắn lấy một thanh sắt từ bên ngoài đập mạnh vào, ngọn lửa càng ăn tới gần thì mái tôn bắt đầu có dấu hiệu sập sệ. Vương ra, hết cách rồi, người ra ngoài đi, tô thanh xông vào lôi kéo hắn ra ngoài. Đập vào trong mắt, chỉ toàn là ánh lửa, có thị vệ cũng xông vào trong, nhưng căn bản không thể tiếp cận được. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà có nguy cơ sập kia, ngói lưu ly li phát ra tiếng kêu răng rắc và văng tung tóe ra xung quanh vì không chịu được nhiệt độ cao nếu không chạy ra nhanh sẽ gặp nguy hiểm thị vệ cũng hét lên vương ra tô tướng quân nhanh lên sắp sập rồi mộ dung khanh đá vào bức tường nơi ngọn lửa tràn đến lớn tiếng hét lên thương mai ra đây mau ra đây nếu không ra nàng sẽ bị biến thành heo quay đấy nhưng trong phòng lúc này chỉ toàn nghe tiếng lửa phập phồng không hề có một âm thanh hô cứu nào Tô Thanh nhìn mộ dung khanh cuồng loạn như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, không ngờ hạ thương mai lại đoản mệnh như thế. Người của tuần thành ti liên tục tạt nước, những người khác cũng phụ lấy mân và cắt đến dập lửa, nhưng mà, lúc trong phòng vang lên âm vang, thì mọi người đều đã lui ra ngoài hết rồi. Đây là tiếng tường nhà đổ xuống, một khi tường sập thì căn phòng này không còn giữ được nữa, nhất định sẽ sập theo. Những thứ trên mái nhà không ngừng rơi xuống, Tô Thanh lo lắng nói, lửa lớn như vậy, cho dù có sông vào trong được, thì người cũng đã chết rồi. Mộ Dung khanh lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm ánh lửa, đột nhiên xoay người, xảy bước đi ra ngoài. Quần áo của hắn bị cháy nhiều chỗ, sau khi hắn đi ra ngoài thì bị thị vệ dùng chăn bông dập lửa trên người, khuôn mặt hắn bị vết lửa làm cho lấm lem, dính đầy bụi khí, hai mắt đỏ ngầu, toát lên vẻ hung hăng dữ tợn, cơn tức giận đều ngưng tụ lại trong mắt hắn, chỉ trực chờ phun ra mộ dung tráng tráng và trần loan loan đều xông lên trần loan loan vừa nãy còn đang ở ngay dưới hỏa long cũng may nàng ta phản ứng nhanh mới không sao nếu không bây giờ cũng biến thành heo quay rồi nước mắt nàng ta rơi cứ như hạt ngọc bị đứt dây mà rơi xuống thương mai sao không đi ra tô thanh sắc mặt xám xịt rũ đầu xuống nói không thể vào trong một căn xà ngang rơi xuống chặn ngay cửa vào hoàn toàn không tiến vào trong được mộ dung khanh lạnh lùng nói xà rơi chắn cửa sao ta nhìn không thấy. Tô Thanh giật mình, vừa rồi hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hạ thừa tướng nghe thấy mộ dung khanh nói vậy vội đi tới, nói, vương ra, kỳ thực phòng phụ này trước giờ có hơi nguy hiểm, bổn tướng sớm đã cho người đến đây tu sửa, nhưng do tháng xấu không làm được nên tạm thời lấy xả ngang chống đỡ hai bên, chắc là thợ đặt không kỹ. Chuyện này bổn vương sẽ điều tra, vẻ mặt của mộ dung khanh rất khó coi, thật ra hắn đã lờ mở đoán được đêm nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại phóng hỏa như vậy, sự lơ là của hắn đã hại một cô gái ngốc nghếch như hạ thương mai. Tuần Thành Ti đâu, mộ dung khanh lạnh lùng nói. Vương gia, có hạ quan, Tuần Thành Ti thở hổn hển bước tới, hắn ta và mộ dung khanh cùng Tô Thanh liếc mắt nhìn nhau, mặt mày ai cũng đen ngòm, cho thấy ban nãy lúc cứu hỏa đã gắng sức thế nào. Sau khi đám cháy được dập tắt, phối hợp với hình bộ điều tra nguyên nhân vụ cháy, không được bỏ sót một ngóc ngách nào, Bổn vương muốn biết chân tướng vụ này, Mộ Dung Khanh nghiêm nghị nói. Khóe miệng của Hạ thừa tướng nhếch lên, cứ tra đi, lửa lớn như vậy, e là một chút vết tích cũng không tra ra được, thực ra xà ngang đã được đặt phía trên từ sớm, chỉ có điều hơi di chuyển một chút, hắn cũng không hỏi được gì từ miệng mấy người thợ đó đâu. Về phần dầu hỏa trên đất, sau khi bị đốt cháy biến mất không còn dấu vết, tinh dầu của loại dầu hỏa này rất yếu, nhưng khả năng cháy đặc biệt mạnh, khi bị nước rửa sạch thì mặt đất trở nên lộn xộn. Cho dù có để lại chút dấu vết, cũng sẽ không bị phát hiện. Còn về Hỏa Long ở đây xảy ra việc ngoài ý muốn, thì không liên quan gì đến hắn ta, là do các vị công tử quý tộc ở đây nô đùa, khiến người câm Hỏa Long không đứng vững, trên Hỏa Long lại có dầu hỏa và hương tùng, tự nhiên sẽ cháy. Mộ Dung Khanh nhìn ngọn lửa đang dần dịu lại, ngọn lửa dịu đi là do không còn vật gì để đốt cháy nữa. Mái nhà đổ sập, tạo ra một tiếng động lớn, bụi bay mù mịt tia lửa bay khắp nơi, nơi này trông chẳng khác gì địa ngục. Tiêu thác nhìn Trần Loan Loan đang khóc trông rất buồn, trong lòng có chút khó chịu, vô thức nước mắt nhìn mộ dung khanh, tính tình ngay thẳng không biết nên an ủi như thế nào, nói lúc bái tế nàng ấy, kính nàng ấy mấy bình rượu là được rồi. Cầm miệng, tiêu thác, mộ dung tráng tráng vừa mắng, vừa lau nước mắt. Tiêu thác ở ừ một hồi, rồi không nói gì thêm nữa. Sắc mặt của mộ dung khanh rất hung dữ và đáng sợ, hắn không biết dường như trong tim đang có thứ gì sập đổ, giống như căn phòng kia vậy, chỉ sau một tiếng âm vang, tất cả đều không còn nữa, chỉ là một mảng trống rỗng, đau buồn khó tả. Nói trống rỗng, nhưng trong lông ngực lại có một cố cảm xúc khác, từ từ co rút lại mà nở ra, cứ co rút rồi nở ra, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đá nhỏ. Ban đầu hắn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi phần nào, nhưng hóa ra đó chỉ là mong muốn xa hoa của hắn. Có chuyện gì vậy, hỏa hoạn à? một giọng nói ngơ ngác đột nhiên vang lên sau lưng, mang theo một chút kinh ngạc. Mộ Dung Khanh bỗng quay đầu nhìn lại, thấy Thương Mai đang đi tới trên tay còn ôm hai con gà sống, những con gà cứ dẫy ruộng không yên, trông rất dễ thương, bóng chốc không biết xảy ra chuyện gì. Nếu không phải cô thay quần áo, nếu không phải đầu tóc cô hơi uốn xoăn, Mộ Dung Khanh còn thật sự tưởng rằng lúc đó cô không hề ở trong trận hỏa hoạn. Mọi người đều sửng sốt, sắc mặt của Lão Phu Nhân và Hạ Thừa Tướng đều trở nên đặc biệt khó coi, họ không thể tin được rằng cô lại có thể sống sót trở ra. Thương Mai đặt con gà sống xuống, đi tới mộ dung khanh nhìn hắn, vương ra, ngài không sao chứ, mặt mày đen như vậy, ngài liều mạng thế sao, cứu ai thế? Có ai ở trong sao? Ngốc, mộ dung khanh đột nhiên dại ra, gần giọng lên như muốn hét điếc tai thương Mai, hung hăng nhìn cô chầm chầm. Hận không thể đè cô xuống đất rồi đạp mạnh cho vài cái, không nhìn thấy bổn vương cứu hỏa sao. Trong đó ai biết còn có ai là ai không cứu được sao ơ ờ, thương mai lùi lại có vẻ hơi sợ hãi trần loan loan ôm lấy cô vừa khóc vừa nói thương mai tỷ làm vương ra sợ chết đi được vương ra tưởng tỷ ở trong đó ngài ấy xông vào cứu tỷ xém chút thì chết ở trong luôn rồi hả thương mai kinh ngạc nhìn mộ dung khanh vương ra tưởng ta ở trong đó à sao ta có thể ở trong đó được chứ ta và nhị phu nhân đến hạ trí huyền mà cái gì hạ thừa tướng kinh ngạc Mặt mày biến sắc hỏi, người cùng nhị phu nhân đi hạ trí huyền. Đúng vậy, nhị phu nhân hơi không khỏe, ta bảo bà ấy đến hạ trí huyền nghỉ ngơi, sau khi bà ấy ổn định lại ta mới về đây. Đúng rồi, lúc ta đến dường như phòng tân hôn cũng đang cháy. Thương mai chỉ vào phòng tân hôn, mọi người nhìn qua đó, quả thật bên đó khói đen bốc lên hừng hực. Phổi của hạ thừa tướng gần như nổ tung, ông ta gầm lên, mau dập lửa đi. Trường 183, hạ đoàn khó sống một nhóm người lao về phía phòng tân hôn mang theo cả men và sô cát, giống như những người tị nạn chạy trốn chiến tranh. Lão phu nhân đứng bên cạnh Trần Thái Quân, nhìn chằm chằm thương mai, sự hận thù trong mắt dâng lên đến cực hạn. Trần Thái Quân khẽ cười nói, kẻ xấu này chính là họa hại ngàn năm, có phải không? Sao lại không chết đi chứ? Lão phu nhân xoay người, nhìn lão Thái Quân. Bà ta trông như già đi rất nhiều chỉ trong chốc lát, trên gương mặt chỉ còn lại một lớp da chảy xệ, Vết nhăn và vết thâm cũng đặc biệt rõ ràng, đôi mắt sắc bén cũng trở nên mờ mịt. Trần Thái Quân muốn nói cái gì? Trần Thái Quân cười nói, "Không, ý ta nói Hạ Thương Mai là một người độc ác và có dạ tâm đen tối. Loại người này không dễ chết như vậy, ba lần bảy lượt cũng không chết nổi, người tốt thì không như thế, người đoán xem, cái xác quay lại kia là ai?" Giọng nói của lão Thái Quân mệt mỏi khôn tả, dù là ai thì cũng là một sinh mang, A Di Đà Phật. Trần Thái Quân nhìn bà ta lắc đầu, trong đời lão thân ở xa trường sát phạt vô số, chưa từng nể tình ai. Tuy nhiên, không ngờ tuổi xế chiều lại gặp được người như ngươi, da mặt dày khiến lão thân phải trầm trồ kinh ngạc, thế gian có người vô sĩ như người, thật là thú vị. Lão Thái Quân xin cẩn thận lời nói, ánh mắt lão phu nhân chợt trở, trở nên sắc bén, lão thân tuy không phải là một vị minh quân lập công lớn, nhưng cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân do đích thân hoàng thượng sắc phong, còn là mẫu thân của đương triều thừa tướng lời này của người không sợ mạo phạm đến thánh nhan sao? Người đã xúc phạm đến danh hiệu do hoàng thượng ban tặng, còn có chuyện gì với lão thân? Đừng không thừa nhận, ngay từ đầu, khi người nhờ người hầu rót rượu cho lương thị và thương mai, ta đã biết là người định làm gì, ta đã kiểm tra rượu, là nhuyễn cốt tán, tuy không độc nhưng sẽ khiến người ta hao tổn sức lực, vận khí không tốt, tiết mục đêm nay vốn dĩ không có hỏa long gì cả, mà là do người sắp xếp vào, chẳng phải muốn đốt cháy tướng phủ đêm nay sao, chỉ là người nhắm vào Lương thị khiến lão thân hơi khó hiểu, nhưng đó chỉ là câu đố nhất thời, sau đó ta đã đoán ra, Lương thị và Hạ Thương mai chết. Tất cả chuyện này dường như chỉ là một tai nạn, bởi vì không ai muốn nghĩ rằng trong lúc kết thân nhân lại ra tay mưu hại người thân của mình, đặc biệt các người còn có giao kết riêng. Lão Thái Quân, ngươi không nên quá lời, tướng phủ này không phải là nơi để ngươi nói bậy, muốn nói gì cứ về phủ ấp của ngươi mà nói lão phu nhân tức giận và xé bỏ dấu vết ngụy trang cuối cùng. lão thái quân còn lạnh lùng hơn bà ta. đại chu không phải sân khấu cho các ngươi dở trò đổi bại. tốt nhất người nên biết điều một chút. cháu gái bảo bối của lão thân ở dưới hỏa long cũng may không sao. nếu như nó có mệnh hệ gì, ta thề nhất định sẽ xé người thành trăm mảnh vứt vào loạn táng cương bãi hoang để xác cho chim ăn. nói xong, bà ta hừ lạnh một tiếng, gọi trần loan loan rồi bỏ đi. Trần Thái Quân rời đi với vẻ mặt đầy tức giận, làm cho lão phu nhân rất hoảng sợ, bà ta không muốn chống lại Trần Gia, cũng không nghĩ tới việc hại Trần Gia, ai biết Trần Loan Loan lại ở phía dưới hỏa long. Chỉ là hiện tại chuyện bà ta lo lắng hơn là, Lương Thị chưa chết, đêm nay chuyện bỏ thuốc nhất định sẽ bị bà ta biết, tuy Lương Thị lỗ mãng nhưng không phải là kẻ ngốc, nhất định đã đoán ra được đêm nay ngoài trừ ra tay với Hạ Thương Mai, còn muốn nhắm vào ả à ta. Tân Quốc Công rất coi trọng ả à ta, nếu để à ta đi ăn nói lung tung mấy câu thì chuyện kết thân này coi như bỏ phế. Còn nữa, Tấn Quốc Công chắc chắn sẽ từ bỏ đứa cháu gái là Tây Môn Hiểu Nguyệt, không có Tấn Quốc Công làm hậu thuẫn thì Tây Môn Hiểu Nguyệt còn gì đáng để lợi dụng. Nghĩ đến mọi công sức cực khổ đều phí công vô ích, bà ta tức giận đến mức gần như nôn ra máu. Bà ta nhìn chằm chằm vào Hạ Thương Mai, cô đang nói chuyện với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh rất tức giận đã ra lệnh cho người tiến hành điều tra kỹ lưỡng chuyện đêm nay có lão thái quân là chứng còn có lương thị và hạ thương mai liệu có thể giấu giếm được nữa không tướng phủ không thể cản được cuộc tra xét như thế này sau khi đám cháy được dập tắt khói đen bốc ra từ đám cháy trong làn khói cuồn cuộn xuất hiện một thi thể cơ thể đã cháy thành than nhìn mặt thì không thể phân biệt được nam nữ nhưng nhìn từ trên cao vẫn có thể thấy đây là một người đàn ông sau khi thuộc hạ suy đoán có người tiến tới bẩm báo mộ dung khanh hồi vương gia Người chết chính là hạ đoàn quản gia của tướng phủ. Mộ Dung Khanh nói với vẻ tiếc nuối, thật đáng thương, lao tâm cả đời cho tướng phủ, nhưng lại bị kết cục toàn thay cháy đen, trận hỏa hoạn này thật sự khiến người ta đau lòng. Lão phu nhân nghe thấy hạ đoàn, cả người chấn động, sắc mặt càng thêm buồn bực và oán hận, hạ đoàn là cánh tay phải đắc lực của bà ta, không biết hạ đoàn đã lén lút làm bao nhiêu chuyện cho bà ta, nếu không có hạ đoàn thì tương đương không còn cánh tay trái phải nữa. Thúy Ngọc cô cô đứng phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phu nhân, nô tỳ vẫn luôn đứng bên ngoài xem xét, đại tiểu thư và Lương thị không có ra khỏi phòng phụ, hơn nữa, hỏa long trước khi đổ, nô tỳ đi vào khóa cửa còn nhìn thấy Lương thị và đại tiểu thư, thật sự không biết bọn họ làm sao ra ngoài được, lửa lớn như thế, lại không hề tổn thương gì, đúng là đáng ngờ." Lão phu nhân vẻ mặt dữ tợn, từ sau khi bị cưỡng hôn, nó giống như một ác quỷ rồi. Thúy Ngọc cô cô đột nhiên nói: "Phu nhân, người nói như thế, đã nhắc nhở nô tỳ một chuyện. Người nói đại tiểu thư có phải bị ma ám rồi không? Tính tình trước sau không giống, lại còn biết y thuật, hôm nay gặp phải trận lửa này có thể thoát ra còn mang theo cả lương thị, không phải ma quỷ, làm sao làm được như thế?" Da thịt trên mặt lão phu nhân run lên vài cái, những chuyện này bà ta lại không tin, nhưng bây giờ không tin thì thật sự không còn cách giải thích nào nữa. Chuyện này vốn đã rất chu toàn, khi hỏa long đổ xuống người vẫn còn bên trong, mặt đất đầy dầu lửa, lửa nhanh chóng bao vây, không có cách nào để mọi người thoát ra ngoài, hạ đoàn biết có cố gắng cũng không thoát được, huống chỉ là Lương thị và Hạ Thương Mai. Quay về mời một pháp sư đến xem đi." Lão phu nhân trầm mặc một lát mới nói. "Vâng, Thúy Ngọc cô cô nói." Có thể đưa ra mệnh lệnh này, chứng tỏ lão phu nhân có chút cùng đường bế tắc rồi. Đối với bà ta mà nói, tất cả ma quỷ đều là hư ảo nhưng thất bại mấy lần bà ta cũng bắt đầu có chút tin tưởng rồi ở đó thương mai bị mộ dung khanh kéo đi đau thương mai cau mày mộ dung khanh cũng cảm thấy cổ tay hơi ẩm ướt dừng lại sắn tay áo lên xem xét trên cổ tay cô có một vết bỏng bàn tay này cũng là bàn tay bị tôn chắc phi làm bỏng nói đi làm sao nàng trốn được hắn bỏ tay áo cô xuống cố gắng che giấu lửa giận trong mắt vẻ mặt bình tĩnh hỏi Thương Mai nín thở, vừa rồi loan loan nói người tưởng ta chết. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Mộ Dung Khanh vẻ mặt âm trầm nói. Người lao vào đám cháy để cứu ta, tại sao? Thương Mai hỏi lại. Mộ Dung Khanh nhìn cô chầm chầm, nàng đừng nghĩ lung tung, không phải như nàng nghĩ. Ta cảm thấy vậy, Thương Mai nói một cách tự tin. Không phải, vẻ mặt lãnh đạm, đường nét trên mặt hắn chợt lạnh hơn, nghĩ nhiều rồi, bổn vương chỉ là. Chỉ là để trả ơn cứu mạng của ta, người không muốn mắc nợ ta, cho nên hôm nay cố gắng cứu ta, ta nói rất đúng phải không? Chân mày Mộ Dung Khanh khẽ cong, khuôn mặt tuấn tú dần dần giãn ra, đôi mắt đen như mực trông giống như xoáy nước, trong con người phát ra ánh mắt sắc bén, khẽ thở dài một tiếng, nàng nói xem sao nàng có thể thông minh đến thế này được chứ? Thông minh đến mức khiến người khác đố kỵ, không sai, thật ra là thế, bổn vương không thể nợ ân tình của một cô gái được. Chương 184, trốn thoát bằng cách nào? Hai mắt Thương Mai sáng như sao, cô yên lặng nhìn hắn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Cảm ơn. Cảm ơn người đã đi vào tìm ta, cảm ơn người đã không bỏ mặc an nguy của ta, cảm ơn người đã thật sự đối đãi với ta như bằng hữu." Mộ Dung Khanh lại hơi không tự nhiên, nếu không phải mặt của hắn đen thì chỉ sợ lúc này đã đỏ lên rồi. "Nói xem, nàng trốn ra bằng cách nào?" Vẻ mặt Mộ Dung Khanh nghiêm túc hỏi thật ra tổ mâu của hắn rất hiếu kỳ nàng làm cách nào lại có thể trốn được khỏi một căn phòng bị đóng kín cửa ngay cả cửa sổ cũng bị đóng chặt như thế thương mai đang định nói lại thấy tô thanh và tiêu thác cùng tráng tráng thỏ đầu ra từ phía sau thân cây yên lặng chờ nghe cô nói chuyện thương mai cười cười chật chật đám cháy bên tân phòng còn chưa được dập tắt trong viện một mảng hỗn độn không biết mọi người có hứng thú đến hạ chí uyển của ta ngồi uống một chén rượu hay không cô nhìn mộ dung khanh Hôm nay hẳn có thể thưởng thức một chén rượu. Lúc mộ dung khanh nghe thấy cô nói tới Hạ Chí Uyển ngôi một chút uống một chén gì đó lập tức lên tiếng nói không đi. Nhưng lúc nghe được câu đằng sau lại lập tức vặn sang hướng khác không đi. Tại sao lại không đi chứ? Thịnh tình không? Thể chối từ, ta cũng muốn tới ngôi một chút. Đúng vậy, phải đi, phải đi chứ. Thịnh tình không thể chối từ mai. Tiêu thác đi tới, phụ hỏa với mộ dung khanh. Thương Mai nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Thác, người trúng độc cũng không nên uống rượu, huyết dịch lưu động, độc của người sẽ phát tác. Không có gì đáng ngại nữa, đã ăn giải độc hoàn rồi. Tiêu Thác nói rồi quay sang nhìn cô, cái tên này nhãn lực không tệ mà, có thể nhìn ra hắn trúng độc, được rồi, nếu như bị rắn cắn cũng coi như trúng độc thì cứ coi là như vậy đi, hôm nay hắn là mèo già cháy dâu, trường kỳ làm bạn với rắn độc mà lại bị tiểu thanh xà cắn cho một cái may mắn là vì nuôi rắn độc nên lúc nào trong người hắn cũng mang theo giải độc hoàn đấy. Một đoàn người cười cười nói nói đi tới Hạ Chí Uyển, bước qua viện tử bừa bột, xuyên qua hành lang, đi vào một tiểu viện yên tĩnh. Nơi này so với bên ngoài giống như là hai thế giới khác nhau, thậm chí ngay cả thanh âm hồn ào ở bên ngoài cũng gần như không nghe thấy. Tóc lương thị bị cháy mất rất nhiều, trên mặt cũng bị bỏng nhưng may mà không nghiêm trọng lắm, nàng ta suy yếu nằm ở trên giường, lúc nhìn thấy thương mai mang theo mọi người tiến đến, nàng ta muốn chống người dậy nhưng bị tiểu khuyên vội vàng ấn xuống, nhị phu nhân, ngài vẫn nên nằm đi, đừng ngồi dậy. Mộ dung khanh nhìn lương thị một chút, lương thị xấu hổ hành lễ, thần phụ bái kiến vương gia, bái kiến công chúa. Thương mai thấy dáng vẻ mộ dung khanh có ý kiến rất lớn với lương thị, nhân tiện nói, được rồi, bỏ qua chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đi, tốt xấu gì thì cũng cùng nhau trở về từ cõi chết, nể mặt nhau một chút đi. Lương thị lại nhớ tới chuyện mới xảy ra, bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa nàng ta đã chết ở trong đó rồi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nàng cứu nàng ta ra ngoài đúng không? Nàng bị hại còn chưa đủ sao? Nàng đần như vậy, đến lúc đó chết cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Quả thực thương mai cũng căm hận Lương thị, bởi vì nàng ta và Tây Môn Hiểu Nguyệt hãm hại mà suýt chút nữa đã hại chết Quế Viên, nhưng mặc dù có hận nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cứu nàng ta ra, là bởi vì lương thị vẫn chưa nói ra lời cuối cùng kia lương thị nghe nhiếp chính vương nói như vậy thì xấu hổ không thôi nàng ta định giải thích vài câu nhưng nhớ tới những chuyện mình đã làm với hạ thương mai lại nhớ tới hôm nay trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà hạ thương mai vẫn cố gắng cứu mình ra nàng ta thật sự là không thể mặt dày biện giải cho mình như vậy đành phải lúng túng nửa ngày cuối cùng là im lặng được rồi đừng ngắt lời nữa tô thanh thật sự rất muốn biết thương mai trốn ra bằng cách nào người mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi, ta và Vương ra cùng nhau đi vào cứu người nhưng cửa đã bị một cây xà ngang chặn lại, cửa sổ cũng bị bịt kín, ta vòng ra phía sau xem thì cửa sổ ở đó cũng bị bịt kín hết, hay là các ngươi căn bản không tiến vào. Nhưng cũng không đúng, người và nhị phu nhân đều bị bỏng chứng minh lúc cháy các người đều ở trong đó. Mộ Dung tráng tráng nghe Tô Thanh nói như vậy, cũng vô cùng hiếu kỳ, thúc giục nói, đúng vậy, người mau nói đi, Thương Mai cười mời mọi người ngồi xuống rồi bảo tiểu khuyên dâng trà lên, tận đến khi sắc mặt vị vương gia nào đó sắp đen như đáy nổi rồi, cô mới êm tai nói. Đúng là cửa phòng và nóc nhà bị đóng kín, sức lực của một mình ta cũng không thể mở ra được, biện pháp duy nhất chính là thoát ra từ nóc nhà, nóc nhà dùng ngói lưu ly li và đất sét dựng thành, vô cùng kiên cố, khác biệt với ngói xanh thông thường, cho nên ta đem vải vóc tơ lụa xé thành hai mảnh, một mảnh buộc chặt vào con dao găm treo cố định trên xà nhà, Ta lại dọc theo tơ lụa đem hai vỏ rượu đặt ở trên xà nhà, lúc ngọn lửa tiến vào, bởi vì nhiệt độ lên cao cộng với lửa lớn như thế sẽ nhanh chóng đốt hết toàn bộ không khí. Đốt tới một mức nhất định thì bình rượu sẽ nổ tung cũng nổ tung cả nóc nhà luôn, ta lại dùng mảnh tơ lụa còn lại buộc vào xà nhà rồi leo đi lên, từ lỗ hổng của vụ nổ kia trèo ra. Ngoài, việc này nếu chỉ có mình ta tự trèo ra thì quả thực dễ như trở bàn tay nhưng bởi vì dẫn theo cả nhị phu nhân và hai con gà sống ra nên đương nhiên tốn công phu hơn một chút. Tô Thanh kinh ngạc nghe cô nói xong, người lại dám cho nổ tung nóc phòng. Chuyện này sao có thể chứ? Có thể, bởi vì nhiệt độ trong phòng bị đốt cháy sẽ tăng lên rất cao, lại đốt cháy hết không khí nên áp suất trong phòng rất cao. Nhiệt lượng do lửa cháy tạo ra bốc lên ảnh hưởng đến vỏ rượu ta đặt ở trên cao, tất cả lực lượng trong phòng cùng bốc lên đó sẽ lập tức nổ tung, lực đạo này không thể coi thường được đâu. Thương Mai không thể nào giải thích một cách hoàn chỉnh được, chỉ có thể nói qua loa nguyên lý này một chút, đây chính là lý do vì sao hỏa hoạn luôn luôn dễ dàng xảy ra nổ lớn. Tô Thanh và Tiêu Thác hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hỏi Mộ Dung Tráng Tráng, công chúa có hiểu không? Mộ Dung Tráng Tráng gật đầu, "Ừm, hiểu được, các ngươi không hiểu à?" Tô Thanh và Tiêu Thác không chút do dự gật đầu, "Đã hiểu, nàng giải thích xong chúng ta đều hiểu." Tô Thanh cảm thấy hơi không cam tâm lại hỏi mộ dung khanh, vương gia có hiểu không? Mộ dung khanh mặt không thay đổi nói, hiểu chứ, vì sao lại không hiểu? Dùng bình rượu để làm nổ tung nóc phòng đó, sau đó leo ra từ nóc phòng, bệnh tơ lụa thành dây thừng, đương nhiên là có thể trèo ra ngoài rồi. Ách, đúng, đúng, là như vậy, tô thanh không lưu loát gật đầu. Chết tiệt, ai mà không biết dùng tơ lụa vặn thành dây thừng có thể leo ra ngoài chứ? Nhưng cái vấn đề làm sao để nổ tung nóc nhà này? Ai mà biết cái khí quỷ gì gì kia là cái gì. Tô Thanh nhanh chóng nói sang chuyện khác, vậy sao lại mang nàng ta ra? Nàng ta đã từng hại người đó. Thương Mai nhìn Lương Thị, nàng ta không biết rõ tình hình. Ít nhất, đối với việc này, nàng ta hoàn toàn không biết rõ. Thật ra lúc đầu cô cũng định bỏ chạy một mình, nhưng khi nhìn thấy Lương Thị toàn thân bất lực ngồi dưới đất mặc cho thế lửa lan tràn tới, nàng ta bi thương tuyệt vọng nói, tại sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy? cả đời này phàm là ta có thể cho thì đều cho hết phủ quốc công rồi cho dù là tây môn hiểu nguyệt thì ta cũng trông nom chu đáo môn hôn sự này trên dưới đều là ta chuẩn bị ngay cả đồ cưới của nàng ta cũng bỏ ra phần lớn những năm này phủ quốc công không có bạc chỉ tiêu đều là ta đi về mượn của nhà mẹ đẻ tất cả mọi người đều biết ngày thường ai cũng nói ta tốt cảm động với ân tình của ta nhưng đến lúc mấu chốt tại sao lại đối xử với ta như vậy chuyện hôm nay là lỗi của ta sao ta chỉ muốn để nàng ta nhẹ nhõm một chút thôi mà, ta chỉ không muốn để cho người ta khi dễ thân nhân của ta thôi mà, ta liều mạng bảo vệ bọn họ như vậy cuối cùng lại nhận được kết cục gì. chương 185, sau này đừng bao giờ mềm lòng. Câu nói sau cùng của Lương Thị khiến cho Thương Mai động lòng. Vì bảo vệ người nhà của nàng ta mà lại bị Tây Môn Hiểu Nguyệt đối xử tệ bạc. Nếu như nàng ta chết trong tay bất kỳ người nào, Thương Mai cũng sẽ không mềm lòng. Nhưng khi nghe được câu này, không hiểu sao cô lại nhớ tới nguyên chủ hạ thương mai. Nguyên chủ hạ thương mai trong lòng lưu lại cừu hận, phần cừu hận và đau lòng này là bởi vì nàng bị người phụ thân mà mình yêu thương nhất làm tổn thương, nàng một mực móc tim đào phổi chờ đợi, chờ đợi phụ thân nàng quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng lại chờ được tai họa ngập đầu. Người thân nhất làm tổn thương là trí mạng nhất, cho nên cô mới trèo xuống theo dây thường tơ lụa, dùng tơ lụa buộc chặt nàng ta lại. Để che giấu ý định mình cứu nàng ta cho nên cũng tiện thể đem hai con gà mang ra ngoài. Quá trình cứu Lương thị khá gian khổ, bởi vì ngay lúc đó thế lửa đã rất lớn, suýt chút nữa lửa đã đốt cháy cả dây thường tơ lụa, một khắc cuối cùng là Thương Mai dùng tay kéo nàng ta thì nàng ta mới không bị rơi vào biển lửa. Nhưng một khắc cuối cùng đó cũng vô cùng nguy hiểm, hai chân Thương Mai kẹp lấy một cây gỗ lung lay sắp đổ ở nóc phòng, nếu cô lại ngã xuống thì sẽ không cứu nổi chuyện ấy tất nhiên thương mai không dám nói ra nhưng phần ân cứu mạng này lại khiến cho lương thị ghi nhớ trong lòng tô thanh chợt nhớ tới sao bên tân phòng kia lại bốc cháy thương mai lắc đầu ta cũng không biết có lẽ là vì ngọn lửa quá lớn thổi qua thổi xa như vậy ư giữa tân phòng và phòng bên cạnh còn cách một khoảng nữa mà tô thanh cảm thấy không có khả năng vậy cũng không biết có lẽ tân nương tử đói bụng không đồ ăn nên đành phải đốt ít đồ trong phòng không cẩn thận mới cháy tân phòng. Tô Thanh lập tức hiểu rõ, quái gì kêu lên, người còn rảnh rỗi tới tân phòng phóng hỏa nữa à? Vậy ngươi trốn ra được bao lâu rồi? Ngươi coi chúng ta xông vào cứu ngươi là đồ đần đúng không? Sắc mặt mộ dung khanh lập tức trầm xuống, đứng lên nói, Tô Thanh, tiêu thác, rượu này ta không uống nữa, không chịu nổi, nàng ta coi chúng ta là đồ ngốc để chơi đùa à? Mộ dung tráng tráng trách tội nhìn Tô Thanh, tại ngươi lắm chuyện đó. Tô Thanh cũng tỏ ra rất tức giận, còn không đúng sao. Chính mình cũng thoát ra rồi mà tại sao không tới báo bình an sớm một chút. Làm cho chúng ta giống như đồ đần tìm loạn trong đám cháy kia, nàng thì tốt rồi, còn tiện thể dương dương đắc ý đi thả một mồi lửa đốt tân phòng nữa, chơi vui nhỉ. Tiêu thác người nói một câu đi, mộ dung tráng tráng thở dài một tiếng, hướng tiêu thác xin giúp đỡ. Tiêu thác ngơ ngác ô một tiếng, sau đó nhìn thương mai nói, ngươi cũng thật sự là không nên làm như vậy, vương gia liều mạng đi cứu ngươi mà ngươi lại trốn đi, giỏi quá nhỉ. Ngươi cũng biết đám cháy rất nguy hiểm, nóc nhà sắp sụp đổ xuống, nếu không phải Tô Thanh kéo hắn đi thì chỉ sợ lúc này hắn đã táng thân biển lửa rồi cũng nên. Ngậm miệng lại, cút, mộ dung tráng tráng chừng mắt liếc hắn, nghiêm trọng đến thế sao? Không phải là trước khi phòng ở sập người đã ra ngoài rồi sao? Nói mò cái gì chứ? Tiêu thác ngơ ngác một chút, ta đây thật là trong ngoài không phải người, không phải công chúa bảo ta nói vậy sao? Thương Mai thật sự không ngờ mộ dung khanh sẽ lo lắng xông vào cứu cô như vậy. Cô không xuất hiện nhanh như vậy một là muốn thu xếp tốt cho lương thị, hai là cũng muốn dạy cho Tây Môn Hiểu Nguyệt một bài học. Cô hoàn toàn không nghĩ tới mộ dung khanh sẽ liều mạng đi cứu mình. Thương Mai đi đến trước mặt mộ dung khanh đang mặt xám như cho, nói khẽ, vương ra, có thể nói chuyện với ta một lát không? Mộ Dung Khanh vẻ mặt lạnh như băng nói, còn muốn trốn đi chỗ khác mới chế nhạo bản vương sao. Thương Mai vô cùng áy náy, chỉ nói vài câu thôi. Không có gì đáng nói cả. Mộ Dung Khanh lạnh lùng rời đi. Thương Mai lập tức vội vàng, tiến lên giữ chặt tay áo của hắn. Đừng đi, ta có nhiều thứ muốn cho người xem. Xem ngay ở đây đi. Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt ra. Thương Mai nhìn hắn, ngay ở chỗ này à? Không sai, Mộ Dung Khanh giống lên một tiếng, nộ khí chiếm cứ ở trên mặt. Thương Mai lui về phía sau một bước, bắt đầu từ từ cởi xiêm y ra, vô cùng ủy khuất nói, vừa rồi lúc leo lên xà nhà bị bỏng ngực, người xem một chút. Trước khi cô cởi hết xiêm y ra, mộ dung khanh kéo cô ra ngoài như gió lốc, sau đó nhanh chóng tiến vào khuê phòng của cô ở bên cạnh. Trong con người ẩn ẩn sự tức giận, dùng sức kéo lại y phục trước ngực cô, nghiêm nghị nói, nàng chỉ có chút tài năng như vậy mà cũng dám khoe khoang ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không sợ người ta chê cười à. Thương Mai chớp mắt mấy cái, tuy không có chuyện gì, nhưng dù sao nàng ta cũng vẫn là nữ nhân đấy. Cút, Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào cô, xúc động muốn bóp chết cô lúc ở bên ngoài đám cháy lại dâng lên. Thương Mai bảo hắn ngồi xuống, sau đó, trịnh trọng nói, "Thật xin lỗi." Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt, "Không nhận." "Người phải nói là không sao chứ?" Thương Mai sửa lại. "Hạ Thương Mai, nàng thật sự muốn ăn đòn đúng không?" mộ dung khanh tức giận nhìn chằm chằm cô bản vương tức giận không phải vì nàng chạy ra khỏi đám cháy mà không nói gì với bản vương mà là vì nàng không nên cứu lương thị nàng ta dây dưa với ta đến cùng lúc ta leo lên nàng ta còn ôm lấy hai chân của ta thương mai ấm ức nói kéo thì kệ nàng ta mộ dung khanh hừ một tiếng thương mai vô tội nói thật mà ta không có cách nào khác cả chỉ có thể mang nàng ta ra ngoài sau đó còn thuận tiện mang theo hai con gà ra để che giấu suy nghĩ của nàng nữa, là như thế đúng không? Thanh âm của hắn mang theo sự châm chọc, tức giận nơi đáy mắt chưa tan đi hết nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng như cũ nữa. Bởi vì, lúc cô ôm hai con gà xuất hiện, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Thương Mai rú mắt xuống, được, ta nhận là ta sai, lần này là ta cố ý cứu lương thị ra. Nguyên nhân, mộ dung khanh nhìn cô chằm chằm. Nguyên nhân, chẳng lẽ vương gia nghĩ mãi mà không rõ sao? Tuy nói uy lực của tấn quốc công vẫn còn nhưng bây giờ phủ quốc công là do nhị phu nhân làm chủ sự, hơn nữa đa số nguồn kinh tế đều dựa cả vào nhị phu nhân, bây giờ ta có ân cứu mạng với nàng ta, Tây Môn Hiểu Nguyệt có hiểm nghi giết nàng ta, người nói xem nàng ta có chịu giúp ta đối phó Tây Môn Hiểu Nguyệt không? Nếu không thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi lại. Vậy thì coi như lãng phí mất một chiếc vòng tay tốt đi. Thương Mai đưa tay ra sờ sờ cổ tay của mình, lúc cứu lương thị chiếc vòng tay duy nhất của cô đã bị mất đi mộ dung khanh nhìn vết sẹo trải rộng trên cổ tay của cô không khỏi ghét bỏ đôi tay này của nàng còn mang đồ trang sức gì nữa buộc cho nàng một sợi dây thừng vào cổ rồi cột chặt vào cổng là được rồi có người lạ đến còn có thể sủa vài tiếng coi như hù dọa người ta một chút thương mai nhẹ nhàng thở dài dù sao hôm nay là ta sai người nói cái gì ta cũng sẽ không phản bác mộ dung khanh hít sâu một hơi Nhìn cô, Hạ Thương Mai, lần này nàng đã khiến Bản Vương rất thất vọng, nàng đang sống trong những âm mưu tính toán trong tướng phủ, nếu tâm địa của nàng không cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay người khác thôi. Bản Vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho nàng, che chở nàng, Bản Vương có thể vai sóng vai đối kháng tất cả tính toán độc ác khác cùng với nàng nhưng nàng nhất định phải chống đỡ được đến lúc có thể gả tới Vương phủ, mấy ngày này nàng phải biết tự bảo vệ mình. Nàng hiểu chưa? Thương Mai lập tức hiểu ra cơn giận của hắn đến từ đâu, là vì cô không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng nói thật, chuyện hôm nay cô có đầy đủ năng lực để ứng phó. Đây là điều tốt nhất mà người từng nói với ta, Thương Mai hít hít cái mũi, bỗng nhiên ta rất muốn khóc. Giả tạo, mộ dung khanh đẩy cô ra. Lúc người không ác miệng là một người rất tốt, hai mắt Thương Mai sáng ngời, ngắm nhìn khuôn mặt đang dần dần nhu hòa trước mặt, ta cam đoan, sau này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa chương 186, tình hình trong kinh. Mộ Dung Khanh nghe cô nói, suy nghĩ một chút, chậm rãi cao mày nói, ta không biết dạy nàng như vậy là đúng hay sai. Tranh đấu trong phủ không bằng trong cung, nhưng ta nghĩ cũng như nhau thôi, hơi sơ ý chút sẽ mang đến họa sát thân, chỉ cần nàng có một chút sai lầm sẽ mất mạng, còn ta mắc sai lầm thì thứ mất đi chính là Giang Sơn Đại Chu này. Vì vậy, ta mới thận trọng từng bước, tính kế thật chu toàn, bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết sự thật. Hiện tại cục diện trong chiều rất căng thẳng, những vòng xoáy, âm mưu thậm chí ám sát đều sẽ ập đến với ta, vì vậy nếu nàng không có khả năng tự bảo vệ mình hoặc lòng giả dạ quá mềm yếu thì ta tất phải bận lòng lo lắng cho nàng. Lần đầu tiên thương mai nghe hắn đàm luận chuyện chính sự một cách nghiêm túc như vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng nói những lời này. Cô nhẹ giọng đáp, ta biết rồi. Thấy hắn hòa hoãn lại, cô ngập ngừng hỏi, hoàng thượng rốt cuộc bị bệnh gì? Tình hình bây giờ như thế nào? mộ dung khanh lắc đầu ngay cả ta cũng không biết rằng từ khi bệnh nặng đến nay vẫn luôn do mẫu hậu sắp xếp điều trị thành lập một đội ngũ thái y chuyên phụ trách bệnh tình của hoàng huynh những thái y này ăn uống trong hy vi cung không có lệnh của mẫu hậu không được phép đi ra nói như vậy từ sau khi hoàng thượng bị bệnh người vẫn chưa từng gặp ngài ấy thương mai không khỏi kinh ngạc đã gặp chính là lúc hắn hạ chiếu chỉ phong ta làm nhiếp chính vương đích thân truyền ta vào để giải thích sự việc và hạ lệnh cho bao công công lập chiếu chỉ. Lúc đó còn có mẫu hậu, hoàng hậu và thái tử, thái phó, ta không thăm dò được bất cứ điều gì. Thần bí như vậy sao? Thương Mai thật sự không hiểu, rốt cuộc là bệnh gì mà lại thần bí như vậy? Vẻ mặt mộ dung khanh phảng phất nét bi thương, ta đoán rằng, Hoàng Huynh đã ngự long về trời, mẫu hậu sợ ảnh hưởng đến sự ổn định của Đại Chu, cho nên luôn nói với bên ngoài rằng Hoàng Huynh vẫn đang trị liệu điều này không phải là không có khả năng thương mai nhớ lại lúc mộ dung khanh đề nghị cô đi chữa trị cho hoàng thượng hoàng thái hậu dứt khoát phản đối ngay cả thương lượng cũng không có mộ dung khanh nhìn cô nói nếu nàng đủ thông minh nên biết tại sao ta đoán như vậy và người khác cũng sẽ đoán như vậy một khi bọn họ đoán ra hoàng thượng đã băng hà vậy thì vị trí này ai sẽ ngồi đây thương mai gật đầu sắc mặt hơi tái nhợt ta hiểu rồi tình cảnh của người hiện giờ còn tệ hơn ta trước sau đều là địch bọn họ đã nhiều lần ra tay với ta, tâm tư của thái phó là muốn nâng đỡ thái tử lên ngôi vị đế vương. Thái tử bất tài tầm thường, hơn nữa luôn cho mình là đúng. Vậy thì đến khi đó rất dễ bị lương thái phó khống chế triều chính. Một thần quyền với quyền lực ngất trời như vậy, nếu muốn tước đoạt sang sơn của nhà mộ dung ta đơn giản như trở bàn tay. Mặc dù trước đây Thương Mai đã từng nghĩ đến điều này, nhưng không nghĩ sâu sắc đến vậy, bởi vì tình cảnh của cô cũng không khá khẩm hơn nhưng trong hoàn cảnh éo le như vậy mà hắn vẫn phải bận lòng lo lắng cho cô khiến cô nhất thời cảm thấy có lỗi và cảm động cô luôn rất ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân ngay cả việc tiếp cận hắn cũng vì muốn tạo cho mình một chỗ dựa vững chắc ấy thế mà hắn lại toan tính gì về mình một nữ nhân danh tiếng bại hoại không thể sinh con hơn nữa còn khó lường đúng rồi hôm nay các người ở tướng phủ tìm gì vậy thương mai bỗng nhiên nhớ đến chuyện này Mộ Dung Khanh nói, ta đã giả soát khắp kinh thành vẫn không tìm thấy kẻ điên cắn người kia, vì vậy Hoài Nhi tự hỏi liệu có phải bị hạ hòe quân giấu trong tướng phủ. Thương Mai cảm thấy không có khả năng này, nếu giấu trong tướng phủ, chẳng phải là việc rất nguy hiểm sao? Hắn không sợ tên điên kia cắn người trong tướng phủ à? Thật ra ta khó dự đoán, chỉ là thuận đường qua xem thử, hơn nữa, trước khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào cửa đã đưa ra nhiều yêu cầu như vậy. Tính tình của nàng lại ngang bướng không chịu được một chút uất ức, nhất định sẽ làm phật lòng họ. Nói cách khác, hôm nay người lớn nhà hắn là vì cô mà đến. Hôm nay chuyện cảm động sao lại nhiều như vậy, làm cô sắp cho rằng cuộc sống này thật quá tốt đẹp. Người điên kia quan trọng như vậy sao? Thương Mai không có ý cảm thấy người điên cắn người, sau đó người chết và tính mạng con người không quan trọng. Mà là Nhiếp Chính Vương đương thời tự mình điều tra sự việc, không phải là việc bé xé ra to sao? Mộ Dung Khanh nhìn cô, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tối hôm qua, Nam quân xảy ra việc cắn người, hơn nữa còn cắn ba binh lính. Cái gì, thương mai cả kinh, làm đến quân doanh rồi sao? Nam quân là lực lượng tinh nhuệ đóng tại kinh thành, do ta làm thống soái. Nếu chuyện như thế này xảy ra ở Nam quân, vậy thì không thể không điều tra kỹ càng rồi. Mộ Dung Khanh nói, thương mai không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, còn liên quan tới quân đội, nếu như cả Nam quân đều trở thành cương thi cắn người, vậy liệu có còn khả năng chiến đấu hay không? Nếu Nam quân do nhiếp chính vương làm thống soái không còn đủ khả năng chiến đấu, vậy thì người mà hắn có thể điều động trong kinh thành còn lại rất ít. Khi ấy, đừng nói Nam Hoài vương đưa quân về kinh, chỉ riêng quân đội mà Lương Thái phó điều động được đã nhiều hơn hắn, có thể bước vua thoái vị. Các trại binh ở khắp mọi nơi, vậy hiện nay binh quyền đang nằm trong tay ai? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nghe cô hỏi như vậy, không khỏi khen ngợi, nàng hỏi như vậy, chứng tỏ nàng thật sự không phải nữ tử đơn thuần chất phác. Để ta nói cho nàng biết, binh quyền đại chu bây giờ được phân làm ba. Một phần nằm trong tay hoàng thượng, một phần trong tay ta, còn lại nằm trong tay các chư hầu ở khắp nơi. Nhưng binh quyền trong tay ta, ngoại trừ nam quân đóng tại kinh thành, phần còn lại nằm giải rác khắp các tỉnh hoặc các đồn biên phòng, nói một cách chính xác. Trước mắt ta có thể điều động chỉ có Nam quân và Cấm quân trong kinh thành, khoảng 50.000 người. Vậy quân đội trong kinh, có bao nhiêu người thuộc về lương thái phó? Thương Mai lại hỏi, nếu như có lệnh điều động của bộ binh, ông ta có thể điều nhiệm người của Bắc quân và doanh trại bộ binh, quân số khoảng 30.000 người. Nếu không có lệnh từ bộ binh ông ta chỉ có thể điều động bộ cựu của mình, khoảng 9.000 người, việc này là trái lệ. Tuy nhiên, ông ta có khả năng kêu gọi, một khi muốn ép vua thoái vị, 9.000 quân này nhất định sẽ nghe theo ông ta, thương mai hiểu rằng lương thái phó sẽ làm suy yếu binh lực của mộ dung khanh trước một khi toàn bộ nam quân bị tiêu diệt mộ dung khanh sẽ chỉ còn lại cấm quân nếu ông ta lại nắm quyền chỉ huy cấm quân một khi xảy ra chuyện các doanh trại quân đội ở khắp nơi sẽ không thể cứu kịp mộ dung khanh không có cách nào để chống lại mộ dung khanh thấy vấn đề càng bàn càng nặng nề bèn đứng dậy nói bỏ đi đừng nói chuyện này nữa chúng ta cũng phải đi xem tân nương một chút không biết đã bị thiêu đến chết chưa Thương mai cười nói, ta cũng cho bọn họ một con đường sống, không thiêu chết, chỉ là không biết dung mạo như hoa kia, có bị thương tổn hay không. Hai người đi ra ngoài, mộ dung khanh bất ngờ kéo cánh tay cô, đúng rồi, vừa nãy nàng nói có đồ muốn đưa cho ta, còn chưa xem. Thương mai liếc hắn một cái, không phải là chê không có nội hàm sao. Quả thật là không có nội hàm, nhưng cũng không thể trách nàng, không bột đố gột nên hồ, nàng là muốn giả làm người sâu sắc, nhưng ta lại không bị mù sớm muộn gì cũng độc hại người bị mù, bị câm. Thương Mai mở cửa, hung hăng vứt lại một câu. Mộ Dung Khanh thong thả ung dung đi ra ngoài, ta có hạ đại phu, lại sợ nàng hạ độc sao. Sau khi hai người rời đi, Tô Thanh và Tiêu Thác nhảy từ mái nhà xuống, Tiêu Thác nhìn bóng lưng chậm rãi của mộ Dung Khanh, không thể chấp nhận được, kinh ngạc nói cứ như vậy là xong. Ngay cả đánh một trận cũng không, vương ra dễ bắt nạt quá rồi phải không? Đúng vậy, Ta rất thất vọng về vương gia." Tô Thanh nghiêm túc nói. Chương 187: Là ai phóng hỏa? Lửa trong phòng tân hôn được dập tắt, Tây Môn Hiểu Nguyệt thật thảm hại đang ngoài cửa được tỳ nữ đỡ, chờ người mang kiệu tới đưa nàng ta sang trái phòng để trị thương. Cả ba người đều bị bỏng, tuy không nghiêm trọng nhưng trông họ rất nhếch nhác khổ sở, đặc biệt là tóc của Tây Môn Hiểu Nguyệt bị cháy rất nhiều, lông mày không còn, nửa khuôn mặt bị bỏng đỏ, trông rất đáng thương hạ tướng giận tím mặt ra lệnh cho người điều tra nguyên nhân vụ cháy. Mặc dù thùng dầu ở cửa đã cháy nhưng thùng dầu làm bằng sắt, sau khi bị đốt cháy vẫn còn đó. Tướng ra, có người cố ý phóng hỏa, đầy tớ bước lên bẩm báo. Ta đương nhiên biết có người phóng hỏa, người hãy điều tra người phóng hỏa là ai. Hạ thừa tướng nhìn dung mạo xinh đẹp như hoa của Tây Môn Hiểu Nguyệt bị đốt cháy như vậy, tức đến mức phổi muốn nổ tung. Tuần Thành thi tới, kiểm tra một lúc rồi nói, tướng ra, bây giờ xem ra hai bên đều có người phóng hỏa, chuyện này hạ quan sẽ chuyển cho nha môn và hình bộ để điều tra. Hạ thừa tướng nghe vậy sửng sốt, đáy mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, phòng bên hẳn là tai nạn ngoài ý muốn, hỏa hoạn ở hai nơi không nên lẫn lộn làm một. Tuần Thành Ti lắc đầu, không, thừa tướng ra, bên kia tuy rằng tạm thời chưa tìm ra manh mối, nhưng khi xảy ra hỏa hoạn hai bên cách nhau không xa, hơn nữa dấu vết phóng hỏa ở đây khá rõ ràng, rất có thể là dương đông kích tây, tên phóng hỏa muốn hạ thủ thực chất là hạ phu nhân, chứ không phải hạ quản gia ở phòng bên. Rốt cuộc chỉ có một người quản gia chết trong vụ cháy, không ai muốn ngư hại một người quản gia như thế này, đặc biệt là vào ngày đại hôn của hạ thừa tướng. Hạ thừa tướng sắc mặt u ám, rốt cuộc ông ta cũng biết tại sao tên phóng hỏa để lại thùng dầu, là cố ý để lại manh mối thông báo cho mọi người biết vụ hỏa hoạn hôm nay không phải là tai nạn, mà đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ở đây có dấu vết phóng hỏa, Đương nhiên sẽ chuyển giao cho nha môn điều tra, một khi giao cho nha môn thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ liên kết với nhau, đương nhiên sẽ gộp hai trận hỏa hoạn lại để điều tra, lúc đó có nhiều chuyện không thể giấu được nữa. Ông ta thật sự không nghĩ ra, Hạ Thương Mai làm sao lại trốn thoát được, Hạ Đoàn đã chết trong đó, hơn nữa cô ta nói Lương Thị còn sống, cứ cho là cô ta có thể tự mình trốn thoát, vậy còn Lương Thị thì sao? Trừ phi nó đưa Lương Thị cùng bỏ trốn, nó cũng không ngốc làm sao có thể không biết Lương Thị Chính là kẻ chủ mưu hãm hại mình vào buổi trưa hôm nay. Đến khi Mô Dung Khanh và những người khác đến nơi, lửa trong phòng tân hôn đã được dập tắt hoàn toàn, Tuần Thành Ti bẩm báo sự việc nói đã phát hiện ra thùng dầu là do cố ý phóng hỏa. Mộ Dung Khánh hở hững liếc nhìn Thương Mai, nói, đã là phóng hỏa, cứ theo cách của ngươi, điều tra kỹ càng. Đừng để kẻ gian làm hại thừa tướng của đại chu ta. Khi nói đến kẻ gian, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, Thương Mai cục mắt xuống, nín thở, giả vờ không có chuyện gì. Ánh mắt của Tô Thanh và Tiêu Thác đều quét qua Thương Mai. Thương Mai ngẩng đầu, bất lực nhìn mọi người, khẽ thở ra một tiếng, rời tầm mắt. Nhìn dáng vẻ vô tội của người kia, Tô Thanh nói nhỏ bên tai Tiêu Thác, Tiêu Thác nước mắt ừ một cái, thật không biết xấu hổ. Mộ Dung Khanh ho nhẹ một tiếng, đi tới nhìn vẻ mặt thảm hại của Tây Môn Hiểu Nguyệt, hỏi, phu nhân không sao chứ? có muốn bổn vương thỉnh thái y xuất cung chữa trị cho phu nhân không? Tây môn hiểu nguyệt cố nhịn cơn đau cúi trào, đa tả vương ra quan tâm, thần thiếp không có gì đáng ngại cả. Nàng ta ngước mắt lên nhìn thương mai bên cạnh mộ dung khanh, sắc mặt tối sầm lại. Hạ thừa tướng vừa rồi đã nói với nàng ta rằng cả hạ thương mai và lương thị đều đã trốn thoát, đám cháy này không thể loại trừ bọn họ. Đương nhiên, nàng ta không đoán ra người phóng hỏa là hạ thương mai, chỉ là căm ghét Hạ Thương Mai nên cũng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Hạ Thừa Tướng nói, Vương ra, nếu như người cho phép, thần thật muốn mời Thái Y xuất cung. Ông ta ghét mộ dung khanh đến ngứa răng, nhưng nếu mời Thái Y đến chữa trị, có thể chữa lành vết thương nhanh chóng. Mộ dung khanh nói, phu nhân dẫu sao cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do Thái Hậu Đích Thân phong tặc, bây giờ đang bị thương, lại là trong ngày đại hôn. Ta đặt cách khai ân, lệnh cho người đi thỉnh Thái Y xuất cung. Nói rồi, hạ lệnh xuống dưới, cho người đi truyền khẩu dụ, đưa thái y xuất cung để trần trị cho Tây Môn Hiểu Nguyệt. Phân phó xong mọi chuyện, hắn dẫn Tô Thanh và Tiêu Thắc đi. Thương Mai đích thân tiến họ ra khỏi phủ, trước khi mộ dung khanh lên xe ngựa, hắn nói với cô, nàng cũng nên đi đón mẫu thân nàng về chứ. Thương Mai nhớ rằng bây giờ liên thị đang ở trong liên phủ, cũng không biết liệu an thân vương đã đi chưa. Được rồi, ta về nhà giải thích vài câu rồi đi. Thương Mai nói xong thì ra lệnh cho người trong phủ chuẩn bị xe ngựa trước, còn cô trở về hạ trị uyển. Tuần Thành Ti đã mời 10 người của nha môn đến, điều tra xung quanh, hạ thừa tướng để Thúy Ngọc cô cô ở lại đây trông coi, khi kiệu đến ông ta đưa Tây Môn Hiểu Nguyệt về hiểu tương uyển của mình. Đi mời đại phu đến trước để chữa trị cho Tây Môn Hiểu Nguyệt. Diện tích vết thương không lớn, nhưng vì trên mặt bị thương, hơn nữa phần nửa vết bỏng sẽ để lại sẹo. Lúc đại phu nói với Tây Môn Hiểu Nguyệt Tây Môn Hiểu Nguyệt gục ngã khóc tại chỗ. Nàng ta luôn cho rằng, nữ tử có thể giữ chân một người đàn ông, phần lớn là dựa vào dung nhan, nếu nàng ta mất đi dung mạo đáng tự hào này, còn có thể giữ được tướng quân đương chiều sao. Nàng ta cảm thấy đời mình xem như bị hủy hoại rồi. Hạ thừa tướng An ủi nói, y thuật của những đại phu này chẳng ra sao. Đợi khi thái y xuất cung, tình hình có thể sẽ khác. Đại phu nghe những lời này xong, bèn khoát tay nói, nếu như tướng gia đã mời thái y, vậy lão phu đành cáo từ vậy. Nói xong, đại phu nhấc hộp thuốc rời đi. Đối với những người học y, phần lớn đều hơi kiêu ngạo, không chịu được người khác sỉ nhục y thuật của mình, đây là giới hạn của họ. Cút, hạ thừa tướng cũng hóa giận, tối nay xảy ra chuyện này, ông ta luôn nén cơn tức, bởi vì trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng không có cách nào chứng minh. Loại nghi ngờ này là cảm giác ai cũng mở ám nhưng khổ vì không có chứng cứ, nó khiến ông ta gần như sắp gục ngã. Sau khi đại phu đi, Tây Môn Hiểu Nguyệt thu nước mắt nhìn Hạ Thừa Tướng, tướng ra cảm thấy, ai là người phóng hỏa? Hạ Thừa Tướng hỏi, nàng ở trong đấy có nghe thấy động tính gì không? Không có Tây Môn Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, tuy nhiên, người phóng hỏa khóa cửa lớn lại, vì vậy trận hỏa hoạn này không nhất định nhắm vào thiếp, là ai có thù hận lớn với thiếp như vậy? Ngoài Hạ Thương Mai ra, thiếp thật sự không nghĩ ra ai. Thế nhưng, khi đó Hạ Thương Mai đang kiệt sức vì chạy thoát thân, hơn nữa chỉ dựa vào sức một mình cô ta thì không thể nào phóng hỏa được, lẽ nào Nhiếp Chính Vương giúp cô ta? Hạ thừa tướng lắc đầu, "Không, khi đó phòng bên bắt lửa, Nhiếp Chính Vương cùng Tô Thanh và Tiêu Thác đều đi vào cứu hỏa, hơn nữa thị vệ mà họ dẫn theo cũng ở hiện trường chữa cháy, không một ai rời khỏi." "Người hầu trong phủ đâu? Liệu có người bị cô ta mua chuộc không?" Tây Môn Hiểu Nguyệt hỏi. "Không có, ngoài Tiểu Khuyên và Du Mama trong phủ căn bản không có ai để cô ta có thể xúi dục được. Hơn nữa, hạ đoàn đã phân công toàn bộ người hầu trong phủ đi đến tiệc cưới. Lúc hỏa hoạn xảy ra, mọi người trong phủ đều đến chữa cháy. Su ma người mà hoàng hậu phái tới, đã xuất phủ cùng liên thúy ngữ, hôm nay không ở trong phủ. Có khi nào lén lút quay lại không? Thủ đoạn của những người trong cung rất đáng sợ. Hạ thừa tướng lắc đầu, không thể nào, giữ cửa hôm nay không phải là người gác cửa mà là hộ vệ, cả cửa trước và cửa sau đều có, nếu như bà ta quay lại mà không bị ai phát hiện, chỉ có nước lật tung vạch tường, nhưng một ma ma già, không biết võ công, cũng không có cách nào vượt qua những bức tường cao của tướng phủ để vào trong. Tây môn hiểu nguyệt hơi nản lòng, vậy trong lòng người có nghi ngờ ai không? Hạ thừa tướng trầm mặc một lúc, hạ thương mai. mươi 188, đón liên thị trở lại. Không sai, kể từ khi nhìn thấy hạ thương mai xuất hiện trong căn phòng bên đang cháy lớn đó, đến sau này khi căn phòng mới bốc cháy, ông ta vẫn luôn nghi ngờ là Hạ Thương Mai phóng hỏa. Nhưng vẫn giống như suy đoán trước đây, một mình Hạ Thương Mai làm sao có thể tạo ra một đám cháy lớn đến như vậy được. Kiểm tra hiện trường hỏa hoạn, một loạt các hành động bao gồm khóa cửa, giải dầu khắp phòng, xác định thời gian và phóng hỏa, một cô gái yếu ớt không thể nào hoàn thành những hành động này một mình được. Thế nhưng ông ta lại nghi ngờ Hạ Thương Mai, bởi vì theo như ông ta thấy, Hạ Thương Mai không có khả năng rời khỏi căn phòng bên trong khi đám cháy đang diễn ra được. Nhưng cuối cùng Hạ Thương Mai lại làm được, hơn nữa còn dẫn Lương Thị ra ngoài. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghiêm mặt, nói: "Trang nghi ngờ người phóng hỏa là Hạ Thương Mai. Nhưng chuyện đó có thể không." "Không thể, thế nhưng nó có thể chạy ra khỏi đám cháy, trong mắt tất cả mọi người, đây là chuyện không thể nào xảy ra được." Nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt lại nói: "Ta không tin Hạ Thương Mai có thể thoát ra ngoài được." có lẽ khi đám cháy diễn ra, nàng ta và Lương Thị đã rời khỏi đó rồi. Không, họ vẫn chưa rời đi, Thúy Ngọc Cô Cô vẫn luôn để mắt tới họ. Trước khi đám cháy diễn ra, Hạ Thương Mai, Lương Thị và Hạ Đoàn Quả Thật vẫn đang ở trong căn phòng bên. Hơn nữa, Hỷ Nương cũng có thể làm chứng. Hỷ Nương bị Hạ Thương Mai sai đi rót nước, cho nên bà ta mới bảo đảm được tính mạng. Làm sao có chuyện đó được, ở phòng mới, ta cũng có thể nhìn thấy đám cháy lan ra rất nhanh, làm sao nàng ta có thể thoát ra ngoài được. Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm thấy chuyện này rất khó tin. Hạ thừa tướng nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, có một vài lời muốn nói nhưng lại không thích hợp khi nói trước mặt nàng ta. Có lẽ ông ta thật sự khinh thường người con gái Hạ Thương Mai này. Nhưng năng lực và sự thông minh của Hạ Thương Mai lại vượt xa những gì ông ta nghĩ. Nếu không có Trần Nguyệt Nhung, mà vẫn luôn là ông ta và Liên Thị liệu ông ta có thể có một cô con gái thông minh như vậy không nếu như không phải ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã đối xử lạnh nhạt khắt khe với hạ thương mai thì có lẽ hai cha con ông ta sẽ không có khoảng cách như bây giờ ông ta quả thật hơi hối hận nhưng lại không muốn thừa nhận đối với ông ta mà nói hối hận là cảm giác vô dụng nhất người đi gọi hạ thương mai đến đây ta có vài lời muốn hỏi nó tây môn hiểu nguyệt biết mộ dung khanh đã rời đi không có bất kỳ hậu thuẫn nào Hạ Thương Mai còn có thể dựa vào ai đây? Hạ Thừa Tướng cảm thấy mình cần thăm dò Hạ Thương Mai một chút, vì thế ông ta lập tức sai Lam Ngọc Cô Cô Đích Thân đi mời Hạ Thương Mai đến. Lại nói, sau khi Hạ Thương Mai chuẩn bị xong xe ngựa thì lập tức trở lại Hạ Chí Uyển. Những người đưa dâu bên phía phủ quốc công đã rời đi, Tây Môn Nhị Gia thậm chí còn không đến nhìn phu nhân của mình. Trong lòng Lương Thị hiểu rõ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu kế hoạch này, phu quân của nàng ta không biết, nhưng bây giờ nàng ta chắc chắn ông ta đã biết rồi nhưng ông ta lại không dám đến đây là vì chuột dạ ngài ấy có nói gì với tây môn hiểu nguyệt không lương thị hỏi thương mai thương mai nghe vậy thì lắc đầu nói ta không biết vẻ mặt của lương thị hơi thảm thương đại tiểu thư à có thể sắp xếp đưa ta trở về không ta phải đi đón mẫu thân của mình trước tiên tiện đường thì sẽ đưa ngươi trở về thương mai nhìn bà ta nhưng ngươi chắc chắn không muốn trở về cùng bọn họ ư người cứ đưa ta trở về nhà mẹ ta trước, ta cần phải tìm hiểu rõ một số chuyện sau đó mới trở lại quốc công phủ. Lương Thị nói, Lương Thị từng chết qua một lần, vì thế bà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ, những gì bà ta nhận được sau khi móc tim móc phổi ra đánh đổi chỉ là sự hy sinh vô tình vô nghĩa. Bà ta cần gì phải ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Lúc này, Tiểu Khuyên đi vào, nói, Đại Tiểu Thư, Lam Ngọc Cô Cô đến, nói rằng tướng ra muốn gặp người nói với bà ta ta phải đi đón mẫu thân về phủ thương mai biết rõ lý do hạ thừa tướng muốn gặp mình chắc chắn ông ta đang nghi ngờ cô là người phóng hỏa cho nên muốn ẩn ý thăm dò nhưng thương mai còn chưa nói xong lam ngọc cô cô đã xuất hiện ở cửa đại tiểu thư lão phu nhân đã từng ra lệch tuổi của đại phu nhân và phu nhân mới không hợp nhau vì thế hôm nay phải tránh không thể trở về phủ thương mai cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói lời này là ai nói cho lão phu nhân nghe người bảo người đó đến đây nói chuyện với ta. Lam Ngọc cô cô nhìn thương mai, nói, lời này của đại tiểu thư là có ý gì? Lời của ta có ý gì thì cũng không đến lượt một nô tỳ như ngươi suy đoán. Ngươi cứ trở về bẩm báo chi tiết mọi chuyện với tướng gia và lão phu nhân là được. Sau đó, thương mai dọn đồ, xoay người lại nhìn Lam Ngọc cô cô rồi nói tiếp, còn nữa, trước đây phu nhân mới từng nói muốn ở hạ Chí Uyển, chuyện này vẫn chưa từng hỏi ý kiến của mẫu thân ta, cho nên ngươi hãy bảo nàng ta mau chóng xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi, mẫu thân ta sẽ không rời khỏi Hạ Chí Uyển này đâu. Nhưng nếu phu nhân mới thật sự thích Hạ Chí Uyển, thì phía Tây Bắc vẫn còn một hiên nhà, ta có thể bảo Tiểu Khuyên và Du Ma chuyển ra ngoài cho nàng ta vào đó ở. Lam Ngọc Cô Cô nghe thế thì cười khinh khỉnh, đại tiểu thư à, chỉ sợ không đến lượt người làm chủ. Chuyện này đã sớm được ấn định rồi, lão phu nhân và tướng gia cũng đã đồng ý vốn dĩ chưa cần phải vội vàng chuyển đến ngay, nhưng bây giờ phòng mới đã bị đốt cháy, xem ra hai người phải mau chóng chuyển đi rồi. Trong phủ vẫn còn rất nhiều phòng trống, đại tiểu thư có thể tùy ý xem thử thích phòng nào thì cứ thoải mái dọn đến đó ở. Thương Mai bảo tiểu khuyên đến giúp cô một tay, đỡ lương thị đứng dậy. Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên nói, coi như ta chưa nghe thấy những lời vừa rồi. Sứt lời, cô và tiểu khuyên cùng nhau đỡ lương thị ra ngoài. Lam Ngọc cô cô cười lạnh, nói, lấy trứng trọi đá, quả thật vô cùng ngu xuẩn. Thương Mai chỉ coi như không nghe thấy những lời bà ta nói, cô vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Lam Ngọc cô cô đột nhiên nói những lời rất kỳ quặc, nếu đại tiểu thư vẫn cố chấp làm theo ý mình, vậy thì nô tỳ chỉ còn cách kể lại sự thật cho lão phu nhân và tướng ra nghe. Nhưng xảy ra hậu quả gì thì mong đại tiểu thư có thể tha thứ, khi đó cũng đừng trách nô tỳ không cảnh báo trước với người lương thị nghe vậy thì hỏi cô đám người hầu trong phủ đều đối xử với ngươi như vậy ư không phải phu nhân đã sớm biết điều này rồi hay sao thương mai trâm biếm hỏi lại bà ta lương thị trầm mặc một lúc rồi nói ta không biết nhiều chuyện trong tướng phủ các ngươi thật sự xin lỗi ngày trước đã suýt nữa làm hại đến ngươi lại còn làm hại người hầu của ngươi khi đó ta nghe tây môn hiểu nguyệt nói ngươi làm loạn trong hôn lễ của nàng ta khiến nàng ta mất mặt trước bao nhiêu quan khách cho nên ta mới cho rằng ngươi lòng dạ đen tối, tâm cơ khó lường. Vậy ư, thương mai không tỏ rõ ý kiến, cho dù lương thị xuất phát từ tâm thái gì, thì có một điều chắc chắn là bà ta đã làm hại quế viên. Không phải vì ngươi cứu ta nên ta mới nói như vậy. Từ xưa đến nay, ta biết mình ra tay vẫn luôn rất tàn nhẫn, ngang ngược, xảo quyệt, cho nên người của phủ quốc công đều không thích ta. Cho dù ta làm cho bọn họ bao nhiêu chuyện, ngoài mặt họ vẫn giả bộ cảm ơn nhưng sau lưng chắc chắn đang mắng chửi ta. Ta không mong người có thể tha thứ cho ta, ta chỉ là. Lương thị nói đến đây thì im lặng một lát, không nói tiếp nữa. Nàng ta chỉ không biết giờ phút này bản thân mình nên làm như thế nào, nên đi về đâu. Nàng ta hoàn toàn mất phương hướng, cảm thấy rất mơ hồ. Nàng ta biết, đối với phủ quốc công mà nói, nếu có thể diệt trừ hạ thương mai thay cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, họ chắc chắn bằng lòng hy sinh nàng ta. Vì thế, cho dù có trở về phủ nói chuyện này với quốc công gia, ông ta cũng sẽ không đồng tình với nàng ta, càng không ra mặt vì nàng ta. Không có thứ gì quan trọng hơn lợi ích cả. Lam Ngọc cô cô trở lại tiêu tương uyển, lúc này lão phu nhân cũng đã đến, bà ta đang ngồi cạnh giường hỏi thăm Tây Môn Hiểu Nguyệt. Người đâu? Hạ thừa tướng thấy Lam Ngọc cô cô trở về một mình thì lập tức hỏi. Lam Ngọc cô cô nói, bẩm báo tướng ra, đại tiểu thư nói muốn đi đón đại phu nhân về, cho nên không có thời gian đến gặp người. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó nàng ta tỏ vẻ hờn dỗi, nói: "Đi đón Liên thị ư? Không phải đã thống nhất xong xuôi hôm nay bà ta không thể trở về phủ rồi ư?" Nô tỳ cũng đã nói với đại tiểu thư như vậy, nhưng đại tiểu thư nói: "Ai nói ra những lời hoang đường đó thì bảo người đó đến gặp đại tiểu thư." Hơn nữa, đại tiểu thư còn bảo nô tỳ quay về nói với lão phu nhân và tướng ra rằng, đại tiểu thư sẽ không rời khỏi Hạ Chí Uyển. Lam Ngọc Cô Cô nói. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe vậy thì quính lên, nàng ta nhìn sang lão phu nhân, nói, mẹ à, không phải chúng ta đã nói rõ ràng chuyện này rồi ư. chương 189, thứ ngài ấy muốn, ta cho không nổi. Lão phu nhân đưa tay ra ấn xuống, trước tiên, con đừng lo lắng quá. Liên thị muốn trở về thì cứ để cho nàng ta trở về, sớm muộn gì nàng ta cũng phải trở về. Nàng ta trở về vào đêm tân hôn của con thì người khó chịu là nàng ta chứ không phải là con. Tiếp đó, nếu con thật sự muốn ở trong Hạ Chí Uyển, ta sẽ tìm đủ mọi cách để nàng ta chuyển ra ngoài, con cứ yên tâm đi. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy những lời lão phu nhân nói rất có lý. Hôm nay là ngày thành hôn của mình, nếu Liên thị muốn trở về để tự chuốc lấy khổ sở, khó chịu thì cứ để bà ta trở về. Còn nàng ta thích ở Hạ Chí Uyển hay không lại là một chuyện nhưng nàng ta nhất định phải chiếm được nơi đó để nói với người trong phủ rằng sau này phu nhân của tướng phủ chỉ có một mình nàng ta mà thôi ngay đến cả liên thị nàng ta cũng có thể tùy ý đuổi đi thế nhưng nàng ta cũng không phải là người đã mất hết lý trí thưa mẹ thế nhưng bây giờ liên thị đã được phong là đan thanh huyện chúa nếu người ấy không muốn chuyển đi chúng ta cũng không thể cưỡng ép được lão phu nhân nghe vậy thì khẽ xoa mi tâm nói con không cần lo lắng về vấn đề này, hãy dưỡng thương cho thật tốt. Đêm nay con cứ ở tiêu tương uyển trước đi, ngày mai ta sẽ đích thân đi nói chuyện với liên thị. Đã lâu lắm rồi bà ta không ngồi xuống nói chuyện tử tế với người con dâu này, có lẽ đã đến lúc nên nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần rồi. Nếu liên thị vẫn muốn ở lại tướng phủ, thì nên biết rằng, cho dù bây giờ Liên Thị có là công chúa hay là huyện chúa thì cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Khi Thương Mai đến chỗ của Liên Thị, An Thân Vương đã rời đi. Dù ma ma nói với Hạ Thương Mai, An Thân Vương đã đi từ chiều, trước khi đi, ông ta đã ăn cơm cùng phu nhân. Mẫu thân ta đâu, Thương Mai hỏi. Phu nhân vẫn đang ngồi trong đình bên hồ, từ sau khi An Thân Vương đi, bà ấy vẫn luôn ngồi ở đó. Dù ma ma nói, Thương Mai và Tiểu Khuyên đi qua đó, quả nhiên nhìn thấy Liên Thị vẫn đang ngồi trong đình. Thương Mai bảo Tiểu Khuyên đứng đợi nguyên tại chỗ, còn cô thì đi đến đó khi nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Liên Thị, Thương Mai bỗng không muốn quấy rầy bà ta. Nhưng Liên Thị đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, bà ta khẽ cười, nói Thương Mai đến đấy ư. Mẫu thân, Thương Mai đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh bà ta. Liên Thị nắm lấy tay cô, kéo lên phía trước, khóe miệng bà ta cũng ẩn chứa ý cười dịu dàng, vì sao con lại đến đây? Con đến đón mẫu thân về, Thương Mai nói. Liên Thị nghe vậy thì ừ một tiếng, được, bà ta không có bất kỳ biểu cảm thất vọng nào mặc dù bà ta vẫn muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa nhưng bà ta biết nguyên nhân thương mai đến đón mình nếu bà ta ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm vương ra rời đi rất lâu rồi ư ừ, thương mai hỏi đúng vậy ngài ấy đã đi từ chiều rồi liên thị nói sau đó bà ta nắm chặt đầu ngón tay của thương mai nhưng bà ta lại hơi run rẩy vương ra thương mai vốn muốn nói vài câu nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp nhưng liên thị lại biết cô muốn nói gì vì thế bà ta khẽ thở dài một hơi nói ngày ấy rất tốt chỉ là ta đã bỏ lỡ người đàn ông tốt đó rồi mà thôi thương mai nhìn biểu cảm cô đơn trên mặt liên thị nhưng cô không có cách nào thăm dò vào tận đáy lòng bà cho dù đã từng đọc qua tâm lý học cô cũng không thể nhìn thấu cõi lòng của liên thị thông qua biểu cảm trên mặt bà được liên thị là một người vô cùng khó hiểu đối với người phụ nữ như vậy người bên ngoài sẽ dùng thất khiếu linh lung tâm để hình dung bà ta. Thế nhưng, bà ta lại phạm phải một sai lầm chết người, đó chính là chọn hạ hòe quân làm chồng của mình. Thấy vậy, Thương Mai lập tức chuyển đề tài, nói, nhiếp chính vương đã hạ chỉ phong mẫu thân làm huyện chúa đan thanh huyện chúa rồi. Nhưng liên thị chỉ hờ hững nói, chúng ta nên cảm ơn vương gia thật tử tế. Đúng vậy, người vui không? Thương Mai đặc biệt hy vọng liên thị có thể nở nụ cười thật lòng, cười thành tiếng giống như một con người thật ra liên thị cười rất nhiều nhưng trong nụ cười của bà ta hoàn toàn không có ý cười chỉ giống như đang cố kéo cơ mặt nặn ra biểu cảm vui vẻ mà thôi liên thị nghe vậy thì gật đầu vui chứ làm huyện chúa tức là sẽ được ban tước ấn ít nhất sau này nếu tướng phủ không cung cấp chi phí cho chúng ta nữa chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc được đối với liên thị mà nói lợi ích lớn nhất của chức danh đan thanh huyện chúa này chính là được ban thưởng được chia đất như vậy hai mẹ con họ có thể ăn no mặc ấm còn về phần những thứ còn lại, khi còn trẻ bà ta đã không chạy theo chúng thì bây giờ bà ta cũng sẽ không chạy theo. Đối với bà ta mà nói, từ trước đến nay vinh hoa phú quý vẫn luôn dễ như trở bàn tay. Chỉ là thứ bà ta muốn trước nay cũng không phải là vinh hoa phú quý. Thương Mai, Liên thị đột nhiên nắm chặt tay của Hạ Thương Mai. Con giúp mẫu thân làm một chuyện này được không? Mẫu thân, chuyện gì thế? Người cứ nói đi. Thương Mai thấy vẻ mặt của Liên thị hiếm khi nghiêm túc như vậy thì vội vàng đỡ lấy tay của bà ta và hỏi. Ngay sau đó, gương mặt của bà ta lập tức phủ xuống một tầng bi thương, bà ta khẽ nói, "Bây giờ con và người trong cung coi như cũng có chút qua lại với nhau. Một khi có cơ hội gặp được Hoàng thái hậu, con có thể nói với bà ấy, bảo bà ấy tìm một người vợ cho An Thân vương được không? Ngài ấy cũng nên thành thân rồi." Hoàng thái hậu nhất định sẽ tìm vợ cho ngài ấy, chỉ là An Thân vương không muốn kết hôn mà thôi thương mai không ngờ chuyện liên thị muốn mình giúp lại là chuyện này thật ra không cần người khác nói cô cũng có thể nghĩ ra được hoàng thái hậu và mẹ ruột của an thân vương nhất định đã rất lao tâm tổn sức vì chuyện này nhưng mà với tính khí bướng bỉnh của an thân vương đối với chuyện ông ta đã quyết định người khác có thể thay đổi được ư vẻ mặt của liên thị lập tức trở nên giàu dĩ ta chỉ không muốn ngài ấy cô đơn suốt đời này mà thôi bên cạnh ngài ấy ngay đến cả một người để hỏi han ân cần cũng không có không phải ông trời đối xử tệ với ngài ấy mà là liên thúy ngữ ta đã hại ngài ấy. thương mai yên lặng rồi nói: mẫu thân, chuyện này không liên quan gì đến người cả. từ trước đến nay mẫu thân và ngài ấy chưa từng có bắt đầu, người cũng không phụ lòng ngài ấy. an thân vương chọn cách không thành thân có lẽ là vì người. thế nhưng đó không phải là chuyện người muốn gây ra, người cũng chưa từng cho ngài ấy hy vọng hay cho ngài ấy bất cứ thông tin nào cả. những năm này ngài ấy vẫn luôn duy trì khoảng cách rất xa với người, không muốn quấy rầy người, cũng không muốn tạo nên gánh nặng cho người. Điều mẫu thân cần làm bây giờ chính là phối hợp thật tốt với ngài ấy, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không, thương mai, không người nào có thể yêu sâu đậm một người cả đời đâu. Tình yêu cũng có thể biến mất, giống như ta đã từng yêu Hà Hòe Quân, từng khao khát về một tương lai hạnh phúc với ông ấy. Nhưng đến bây giờ, thứ tình cảm từng cuồng nhiệt đó đã đóng băng rồi, không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào của nó nữa. Sau đó, bà ta nắm chặt tay của Hạ Thương Mai, rồi nói tiếp, cho nên, chỉ cần ngài ấy gặp được một người phụ nữ khác, một người phụ nữ thật sự tốt, ngài ấy nhất định sẽ yêu cô ta. Vấn đề hiện giờ là ngài ấy vẫn đang đóng chặt trái tim mình, lại còn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa với chính mình, đó là cả đời này sẽ không kết hôn. Chỉ cần có người giúp ngài ấy thoát khỏi cái lồng này, ngài ấy nhất định có thể tìm được một mối nhân duyên mỹ mãn đây là thứ ngài ấy xứng đáng có được ngài ấy xứng đáng có được người phụ nữ tốt nhất thiên hạ này thương mai nhìn vẻ cấp bách trên mặt liên thị bà ta nóng lòng muốn an thân vương hạnh phúc bởi vì bà ta cho rằng đây là lỗi của bà ta bà ta không muốn làm hại cả đời an thân vương nhưng nếu là con người có lòng tham thì tuyệt đối sẽ nắm chắc bám víu lấy con cái dòng dõi quý tộc thế nhưng liên thị lại không hề làm vậy bà ta là một người phụ nữ đơn thuần thông minh lanh lợi sau khi trải qua nhiều chuyện như thế rồi mà vẫn có thể giữ được một trái tim như vậy thương mai thật sự rất thương tiếc cho bà ta chỉ là cho dù đưa đến cho an thân vương người phụ nữ như thế nào thì trong lòng ông ta vẫn luôn chứa đựng hình bóng của một người không dễ gì tiếp nhận thêm một người khác nữa tình huống mà liên thị nói chỉ xảy ra khi bà ta đã mất hết niềm tin với hạ hòe quân cho nên mới chấm dứt tình cảm với ông ta không tiếp tục yêu ông ta nữa nhưng an thân vương vẫn chưa lạnh nhạt hết niềm tin với liên thị do đó ông ta không có cách nào cắt đứt tình cảm với bà ta được càng không thể yêu một người phụ nữ khác con sẽ cố gắng hết sức nhưng không dám đảm bảo thương mai nhẹ giọng an ủi bà ta lúc này liên thị mới nhẹ nhàng buông tay cô ra được cố gắng hết sức giọng nói của bà ta lộ ra vẻ trống rỗng bất lực bà ta rất muốn làm chút gì đó cho an thân vương coi như báo đáp sự che chở bảo vệ của ông ta dành cho mình những thứ bà ta có thể cho An Thân Vương, bà ta nhất định sẽ cho hết, không thiếu một phần, nhưng những thứ An Thân Vương muốn, bà ta lại không thể cho nổi. Chương 190, nhận cho rõ chủ tử của ngươi. Trên đường trở về, Thương Mai mới báo chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm nay cho Liên thị. Liên thị nghe thấy chuyện xảy ra hỏa hoạn, hoảng sợ trắng bệch cả mặt, trời ạ, à, may mắn con trốn ra được. Tiểu Khuyên cũng nói, đúng vậy, may mắn ông trời phù hộ. Thương Mai và Liên Thị Đồng Thanh nói, đừng tin cái gì mà ông trời phù hộ. Dù ma ma nói, tiểu khuyên, nếu không phải đại tiểu thư nhạy bén thông minh, hôm nay đã phải bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn kia rồi. Bà nhìn Thương Mai, đại tiểu thư, người đừng vội vàng phản kích, bây giờ động đến hạ thừa tướng, đầu tiên sẽ gây loạn triều chính, dù thế nào ông ta cũng là thừa tướng của đại chu, bên dưới quản lý nhiều thứ lắm, có lực ảnh hưởng rất lớn. Thương Mai ngước mắt nói, ma ma yên tâm, ta vẫn còn chút khả năng chịu đựng ấy, người ta đối mặt là thừa tướng một nước, nếu lấy chuyện nhà quật ngã ông ta, ta không thoát được liên quan, cũng làm mất thể diện tướng ra ông ta, không phải sao. Thừa tướng một nước, nếu không thể được chết oanh oanh liệt liệt, vậy nhất định phải bị chết vô cùng thảm hại. Cô không nóng nảy, mặc dù có ý định giết người, nhưng mà, mỗi một bước đi cô đều có thể tuốt đi nhanh vuốt của đối phương, cô cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng bây giờ mình có thể giết được hạ hòe quân cô cũng sẽ không muốn mộ dung khanh mạo hiểm vì cô, nhất là, bây giờ tình huống của hắn còn không được bằng cô. Hạ thừa tướng rất đài, cũng đồng nghĩa với việc thế lực một phương rất đài, việc này không thể coi thường. Nhưng mà, nếu như ông ta tự rước họa diệt vong, vậy thì lại khác. Ông ta làm mọi việc để giết mình, con gái ruột thịt cũng không tiếc mà ra tay như vậy, nhất là khi biết rõ hạ oanh nhiễm không phải là con gái ruột thịt của ông ta, ông ta còn có thể xuống tay thả mồi lửa này, sao cô có thể dễ dàng tha chết cho ông ta chứ? Trở lại trong phủ, tình trạng rối loạn trong phủ vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan đến mẹ con các cô, nhóm bốn người trở về Hạ Chí Uyển. Thương Mai bố trí ổn thỏa cho liên thị xong thì đi ra ngoài, lại thấy tiểu khuyên vội vã chạy đến, hoảng hốt nói, đại tiểu thư, không thấy quế viên đâu. Lúc này Thương Mai mới nhớ đến quế viên còn ở một mình trong Hạ Chí Uyển, sắc mặt cô thay đổi, sợ ý quá rồi, vậy mà lại quên mất Quế Viên. Cô không nghĩ được ra người nào khác, nhất định là lão phu nhân mang Quế Viên đi, khi đang định xông ra, lại thấy Lam Ngọc cô cô đến. Bà ta đắc ý nhìn Thương Mai, đã trễ như vậy rồi, đại tiểu thư còn muốn đi đâu. Thương Mai nhìn chằm chằm bà ta, có phải ngươi mang Quế Viên đi không? Lam Ngọc cô cô nở nụ cười, Quế Viên, tên sai vặt gác cổng kia sao? Không sai, là ta mang đi, lão phu nhân ra lệnh quế viên là sai vặt trong phủ trong phủ thiếu người bây giờ hắn ta đã đến tiền viện quét dọn rồi hắn ta bị thương thương mai lạnh lùng nói lam ngọc cô cô lạnh lùng cười khinh thường nói làm hạ nhân nào có thể quý báu như vậy cũng chỉ là bị thương một chút mà thôi bao nhiêu hạ nhân bị bệnh cũng không phải đều đến hầu hạ những chủ nhân các ngươi sao nói như đại tiểu thư thông cảm cho hạ nhân lắm vậy nếu thật sự có lòng tốt này cũng không đến nỗi vô tình lạnh lùng với tổ mẫu và phụ thân của mình như vậy. Đừng nói nhảm với ta, ta muốn mang Quế Viên về, người đi nói với lão phu nhân, có chuyện gì đến tìm ta là được. Dù ma ma cũng bước lên nói, không sai, lão phu nhân của các ngươi làm khó một hạ nhân thì được gì chứ? Lam Ngọc cô cô nhìn Du Ma Ma, chế diễu lại, "Ồ, là Ma Ma nha, ngài là Ma Ma già trong cung, lại từng là người quản lý trong cung của hoàng hậu nương nương, hẳn là hiểu rõ việc Quế Viên đã bán mình cho tướng phủ, bây giờ khế ước còn đó, trong phủ điều động hắn ta đi làm việc, có cái gì không đúng sao? Dù ma ma nghẹn lời, việc này quả thật không có gì không hợp lý. Nhưng mà, sai vật thì cũng là người, bị thương cũng nên có ngày nghỉ. Là lão phu nhân muốn gặp ta, phải không? Thương mai nhìn xúc động muốn đập nát đôi mắt của Lam Ngọc Cô Cô, hỏi. Lam Ngọc Cô Cô đảo mắt, chậm rãi nói, người lão phu nhân muốn gặp là phu nhân, nhưng mà, trái lại tướng ra cũng muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu khuyên, mời phu nhân đi ra, thương mai nhanh nhẹn quay người phân phó. Tiểu khuyên dạ rồi đi vào, lát sau đỡ liên thị ra. Lam Ngọc cô cô cười khinh thường, liếc nhìn thương mai bằng nửa con mắt, đại tiểu thư, vừa rồi hợp tác như vậy không phải tốt sao. Cần gì phải dày vò hạ nhân chứ, đây thật sự không phải là chuyện mà một chủ tử tốt bụng làm, mời đi. Thương Mai đỡ Liên Thị đi đến trước mặt Lam Ngọc Cô Cô, đứng lặng mấy giây, Lam Ngọc Cô Cô cười lạnh, sao vậy? Đại tiểu thư muốn đánh nô tỳ sao? Thương Mai đột nhiên buông Liên Thị ra, giơ tay bóp cổ Lam Ngọc Cô Cô, đẩy bà ta đến bên tường. Ánh mắt hung ác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Ngọc Cô Cô, nhưng Lam Ngọc Cô Cô vẫn hồn nhiên không sợ, thậm chí còn cười nhạo, nếu đại tiểu thư thật sự muốn ra tay độc ác thì mạnh tay thêm chút, nô tỳ chết rồi, đại tiểu thư cũng không trốn thoát tự dưng giết người, cho dù người đứng sau đại tiểu thư có quyền lực thế nào, người cũng phải ngồi trong đại lao mấy năm. Thương Mai nghe thấy lời này, nở nụ cười trầm thấp, buông cổ bà ta ra, móng tay đảo trên gò má bà ta, Lam ngọc cô cô nói đùa, sao ta lại giết người chứ? Cho dù muốn giết người, cũng không thể nào rình rang thế này, giống như hạ đoàn vậy, bị chết không rõ ràng, mới sẽ không rước hỏa vào thân. Nói xong, ngón tay cô vòng xuống cằm của Lam Ngọc Cô Cô, đột nhiên móng tay cào mạnh một cái vết máu chợt xuất hiện lam ngọc cô cô bị đau giơ tay hất tay cô ra độc ác nói hạ đoàn là ngươi giết thương mai nhìn thẳng vào bà ta khóe miệng vẫn mang theo nụ cười âm trầm ánh nhìn chằm chặp khiến cho lam ngọc cô cô sợ hãi ta nói là ta giết lúc nào chứ rõ ràng hạ đoàn là bị thiêu chết lam ngọc cô cô bắt đầu cảm thấy cô rất đáng sợ cô thật sự giống như một ác quỷ một ác quỷ báo thủ nhớ đến lời nói của thúy ngọc Thúy Ngọc nói bây giờ hạ thương mai khác trước kia rất nhiều, có thể là bị ác quỷ chiếm giữ, nếu đúng là thế, vậy chẳng phải người đứng trước mặt bà ta là ác quỷ sao? Không, bà ta không tin lời nói dối hoang đường như vậy, tất cả oai nghiêm của cô cũng chỉ là giả vờ để dọa người mà thôi, mặc dù có chỗ sợ là Nhiếp Chính Vương, nhưng bây giờ cô vẫn chưa phải là Nhiếp Chính Vương phi, sau này có thể trở thành Nhiếp Chính Vương phi hay không cũng không thể biết được. Ngày nào cô vẫn còn ở trong phủ này, vậy vẫn phải tuân theo quy củ trong phủ. Hơn nữa, cho dù là đương kim hoàng đế cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà của đại thần, chớ đừng nói là nhiếp chính vương. Nghĩ đến đây, lưng bà ta rũi thẳng tắp, lạnh như băng nói, đại tiểu thư, mời đi. Thương mai đỡ liên thị ra ngoài, tất nhiên tiểu khuyên và du ma cũng đi theo. Lam Ngọc cô cô quay đầu liếc nhìn du mama lão phu nhân cũng không bảo các ngươi đi theo, sớm trở về nghỉ ngơi đi, đừng xen vào việc của người khác. Dù ma ma thản nhiên nói, phàm là chuyện gì có liên quan đến đại tiểu thư, ta vẫn phải để ý. Lam Ngọc cô cô nhíu mày, dù ma ma, ngươi là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhị tiểu thư nhà chúng ta là thái tử phi tương lai, tốt nhất ngươi nên nhận cho rõ chủ tử của mình. Dù ma ma mặt không đổi sắc nói, cảm ơn lời khuyên của ngươi, ta rất rõ ràng chủ tử của mình là ai, hoàng hậu nương nương để ta xuất cung hầu hạ đại tiểu thư, như vậy, đại tiểu thư chính là chủ tử hiện giờ của ta, Bất kỳ người nào muốn bắt nạt Đại tiểu thư thì đều không phải là chuyện không liên quan đến ta. Phải trái không phân rõ, sớm muộn cũng phải chết, còn là bị chết không rõ ràng. Lam Ngọc cô cô hừ một tiếng, quay người đi. Chương 191, một cách xưng hô. Lão phu nhân ở Tiêu Tương Uyển, tất nhiên Lam Ngọc cô cô dẫn Liên thị và Thương Mai đi về phía Tiêu Tương Uyển. Ngoài cửa Tiêu Tương Uyển, đèn lồng đỏ lớn treo ở trên cao, vô cùng châm chọc mà nói cho mọi người biết. Tối nay là ngày vui của hạ thừa tướng. Mặc dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có án hại người, cũng có người chết, nhưng mà không tổn hại gì đến một đêm phong lưu của hạ thừa tướng ông ta. Tây Môn Hiểu Nguyệt và hạ thừa tướng ngồi trong sảnh của Tiêu Tương Uyển, muốn truyền Liên thị đến, trong đó cũng có ý của nàng ta. Nàng ta bắt đầu cảm thấy hôm nay đem Liên thị đi là một quyết định sai lầm, nàng ta hẳn nên giữ Liên thị lại trong phủ, để cho bà ta tự mình trải nghiệm cảnh tượng phu quân bà ta cưới một bình thê nàng ta còn muốn chính miệng nói với liên thị, bà ta đã tuổi già sắc úa, nên thoái vị rồi. Nàng ta biết bây giờ liên thị mắt mù không nhìn thấy, nàng ta không quan tâm đến vết thương của mình, vừa rồi ngự y đến, ngự y nói mặc dù tạm thời trên mặt nàng ta có vết sẹo, nhưng trong cung có mỹ nhan cao xóa bỏ vết sẹo tốt nhất, tầm răm 3 tháng là có thể xóa bỏ. Bởi vậy, nàng ta rất yên tâm, cũng rất bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế chờ liên thị đến. Chờ nghênh đón vị tình địch đầu tiên trong cuộc đời nàng ta. Trước đây nàng ta chưa từng gặp Liên thị, nhưng đã nghe qua đại danh của Liên thị, lúc nghe thấy đó, là chuyện liên quan đến tướng phủ, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Nhưng mà bây giờ nàng ta cho rằng, Liên thị đáng thương là do tự bà ta tự chuốc lấy. Nhìn thấy có người tiến vào trong viện, nàng ta nghiêm chỉnh hẳn lên, đưa tay vuốt một lọn tóc, mặc dù Liên thị không nhìn thấy nhưng nàng ta vẫn hy vọng dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để đối mặt với Liên thị. Nhưng mà, khi nàng ta nhìn thấy Hạ Thương Mai đỡ Liên thị đi vào, kiêu ngạo trên mặt nàng ta dần dần tiêu tán từng chút từng chút một, sắc mặt lại càng trắng bệch hơn. Nàng ta chưa từng nghĩ đến, Liên thị sẽ có dung mạo như vậy, cho dù khi còn trẻ bà ta xinh đẹp cỡ nào, nhưng dù sao thì cũng hơn 30 rồi, lại trải qua cuộc sống bị vắng vẻ lâu dài trong phủ, bà ta hẳn nên vừa vàng vọt vừa gầy gò, tóc thì bạc trắng mới phải mẫu thân của nàng ta không tranh lệch bao tuổi với liên thị hai năm nay bên tóc mai mẫu thân đã bắt đầu xuất hiện tóc trắng mà nếp nhăn trên khóe mắt cũng rõ ràng hơn nhiều khuôn mặt xuống sắc khi còn trẻ mẫu thân cũng rất đẹp nàng ta cho rằng chắc rằng liên thị sẽ lộ rõ vẻ già nua hơn mẫu thân nhưng mà bây giờ nhìn bà ta mặc y phục màu trắng tóc búi lên màu tóc đen nhánh như cánh quả chỉ cài một chiếc châm ngọc đơn giản khuôn mặt gần như không chút phấn son từ khoảng cách của nàng ta nhìn đến không nhìn thấy nếp nhăn nào nơi khóe mắt bà ta, khuôn mặt xinh đẹp, mỗi một nét đều vừa chuẩn, tựa như viên ngọc xinh đẹp nhất mà ông trời suy nghĩ mài rũa từng chút một. Đừng bảo bây giờ nàng ta bị bỏng, cho dù không, khi xinh đẹp nhất thì cũng không bằng một phần mười liên thị. Nàng ta vô thức nhìn về phía hạ thừa tướng, thấy ông ta cũng đang nhìn liên thị, ánh mắt phức tạp. Tình cảm ghen ghét dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi nảy nở, vào thời khắc này, trong lòng nàng ta có một thanh âm không ngừng vang lên liên thị không thể sống, liên thị nhất định phải chết, người phụ nữ có sắc đẹp thế này, không có người đàn ông nào không động lòng. Thương Mai nhìn ánh mắt hung ác của Tây Môn Hiểu Nguyệt, nhíu mày. Thương Mai đi đến trước người lão phu nhân, cất lời, lão phu nhân, ta nhớ người đã từng đồng ý cho ta quế viên. Lão phu nhân không trả lời Thương Mai, chỉ nhìn liên thị, thúy ngữ, chúng ta là mẹ chồng nàng dâu, đã lâu không nói chuyện rồi, người có bằng lòng trò chuyện cùng bà già này không? khuôn mặt liên thị chuyển về phía bà ta, lão phu nhân nể mặt, ta không có lý do gì không nghe theo. Tốt, người đi vào trong phòng cùng ta, lão phu nhân đứng dậy, giơ tay ra hiệu Lam Ngọc Cô Cô đỡ liên thị. Lam Ngọc Cô Cô bước lên giữ chặt cánh tay liên thị, sức lực vô cùng thô lỗ, liên thị bị bà ta kéo mà lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất. Thương Mai không hề nghĩ ngợi, bước lên dứt khoát tát Lam Ngọc một phát, nghiêm túc nói, Ngươi là người hầu hạ bên người lão phu nhân đã lâu, lại cũng dám coi khinh chủ tử như vậy. Nếu không dạy dỗ ngươi một bài học, không phải ngày khác ngươi cũng dám đẩy lão phu nhân ngã xuống mặt đất sao?" Lam Ngọc ăn một phát tát, giận dữ, nhưng nhìn cơn giận nơi đáy mắt Thương Mai, trong lòng bà ta sợ hãi, càng không dám cãi lại. Lão phu nhân quay đầu, không vui nói, "Xảy ra chuyện gì? Thương Mai, Lam Ngọc là người bên cạnh ta, mặc dù ngươi không thích bà ta, cũng không thể ra tay đánh bà ta. Thương Mai ngước mắt nói, "Lão phu nhân, cháu gái là dạy dỗ bà ta thay người, vừa rồi bà ta suýt chút nữa làm ngã mẫu thân, người biết sẽ nói bà ta lỗ mãng làm việc không cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng người cố ý sắp xếp bà ta nhầm vào mẫu thân." Lông mày lão phu nhân nhíu chặt, con người đục ngầu mang đầy tức giận, nhưng lại không phát tác được, chỉ gắt gỏng nói, "Được rồi, đỡ vào cho ta đi." Thương Mai nào còn bằng lòng để một mình Liên thị đi vào cùng bà ta ngăn ở trước người liên thị, nếu tổ mẫu đã muốn nói chuyện với mẫu thân, hai mắt của mẫu thân không tiện, cháu gái cũng đi vào cùng vậy. Ánh mắt lão phu nhân như đao sắc nhìn thương mai trọng chọc, khóe miệng chậm rãi cong lên, châm chọc nói, người sợ bà già này làm tổn thương mẫu thân người sao. Thương mai nhìn bà ta, lão phu nhân là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm như vậy, bây giờ mẫu thân được phong làm đan thanh huyện chúa, nếu người xảy ra chuyện gì, tướng phủ sẽ trở thành mục tiêu công kích, bây giờ danh tiếng của tướng phủ đã ở trên đầu ngọn sóng, lại gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, sao thời điểm này sẽ còn làm tổn thương đích đại phu nhân của tướng phủ chứ? Người phân tích cũng thật thấu đáo, nếu đã như vậy, người sợ cái gì? Lão phu nhân cười lạnh. Thương Mai không hề che giấu chút nào mà nói, tất nhiên là ta sợ có một số nô tài hầu hạ không cẩn thận, làm khó mẫu thân. Lão phu nhân thản nhiên nói, xem ra, trong lòng đại tiểu thư, tổ mẫu và phụ thân của ngươi đã giống như thú giữ lũ lụt rồi, không khỏi khiến người ta lạnh lòng. Thế này mà đã lạnh lòng rồi sao? Thương Mai nở nụ cười, sắc xảo trong đáy mắt không hề giảm đi chút nào, so sánh với cháu gái, có lẽ tổ mẫu cũng không biết cái gì mới thật sự là lạnh lòng. Lão phu nhân lắc đầu, được rồi, người muốn vào thì vào đi, nhưng mà, nếu như ngươi muốn giữ Quế Viên ở lại Hạ Chí Uyển, tốt nhất để bà già này nói mấy câu với mẫu thân ngươi, Bà già này bảo đảm với ngươi, tuyệt sẽ không tổn thương đến mẫu thân ngươi." Liên thị lên tiếng, "Thương Mai, không cần lo lắng cho mẹ, chắc hẳn thừa tướng và tân phu nhân cũng có lời muốn nói với con, chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện đi, dù sao, chúng ta vẫn là người một nhà." Câu nói cuối cùng này của Liên thị dường như là khẽ cười mà nói ra, châm chọc không nói lên lời. Thương Mai thấy Liên thị nói như vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy tạm thời lão phu nhân cũng không dám động vào bà bèn nói, được, nếu đã như vậy, thế thì toàn bộ người một nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, cô lạnh lùng đảo qua mặt Lam Ngọc, lần này Lam Ngọc không dám khinh thường nữa, bước lên cẩn thận từng ly từng tí đỡ liên thị vào trong phòng. Thương Mai nhìn về phía Hạ Thừa Tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt, hai người ngồi trên đầu, quả thật là dáng vẻ ăn trên ngồi trước. Ngồi xuống đi, Hạ Thừa Tướng duỗi ngón tay chỉ vào cái ghế bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt. Thương Mai ngồi xuống, không hề che giấu ánh mắt chán ghét chút nào, không biết tướng ra tìm ta có chuyện gì. Hạ thừa tướng khẽ hừ một tiếng, bây giờ ngay cả tiếng phụ thân cũng không muốn gọi rồi. Đoạt phách hoàn trong tay thương mai chuyển động, nhịn cơn giận giữ xuống đáy lòng, một cách xưng hô mà thôi, tướng ra không cần để ý. chương 192, trao đổi. Hạ thừa tướng đột nhiên nói, ngọn lửa ở phòng tân hôn là ngươi châm đúng không? Thương Mai bật cười, trí tưởng tượng của tướng ra tốt quá, có lẽ phụ thân sẽ biết là ai châm. Cô không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tây môn hiểu nguyệt lạnh lùng nói, thật sự là ngươi sao? Suốt cuộc ta và ngươi có mối thù nào chứ? Sao ngươi muốn châm lửa thiêu chết ta? Nụ cười của thương mai sâu hơn, nhìn gương mặt tức giận nhưng không vô tội của Tây môn hiểu nguyệt, hiểu nguyệt phu nhân nói thế đúng là. Khiến ta không biết nên trả lời thế nào mới đúng đây. Tuy ta biết vết thương của Quế Viên và trận hỏa hoạn trong phòng hôm nay là do phu nhân bày kế, song chỉ tiếc không có bằng chứng, nên ta cũng không dám khẳng định gì. Thế nên, đối với tội danh mà phu nhân chỉ trích, ta khó mà thừa nhận được. Đôi mắt hạnh của Tây Môn Hiểu Nguyệt trợn to, phẫn nộ không nói nên lời. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao tổ phụ lại bảo nàng ta trước tiên đừng đối phó với hai mẹ con Liên thị, đúng là nàng ta đã đánh giá thấp hai người họ. Ở đây đã chẳng còn gì để nói. Tuy trong lòng hạ thừa tướng nghi ngờ chăm bề, thậm chí là chắc chắn, nhưng ông ta không ta không có bằng chứng chỉ tội cô. Dù có bằng chứng, nhưng ông ta đã trải qua việc điều tra chưa? Không, tướng phủ của hôm nay không thể lại bị bất kỳ ai gài người vào nữa. Còn lão phu nhân thì dẫn liên thị vào trong phòng, làm ngọc đỡ bà ta đến trước một cái ghế lung lay sắp đổ chưa được sửa chữa, để bà ta ngồi xuống. Liên thị vươn tay chạm vào ghế, cứ thế mà đứng. Nói, lão phu nhân có chuyện gì thì cứ nói, ta đứng là được rồi. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu sáng to chừng hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, cửa sổ đóng kín nên ánh sáng ngoài hành lang khó có thể lọt vào. Trên mái ngói lưu ly li có mấy tấm ngói lấy sáng, nhưng ban đêm đen kịt, ánh trăng mờ ảo, sao trời cũng ảm đạm, nên trong phòng có vẻ rất quỷ dị và âm u. Đối với Liên thị, bầu không khí này chẳng có gì khác thường, vì đằng nào bà ta cũng không nhìn thấy. Lão phu nhân nhìn liên thị, nhớ tới lúc bà ta vừa gả vào, lúc đó bà thật sự không thích liên thị, bởi vì thanh danh của bà ta quá nổi, sẽ gây ra nhiều thị phi và chuyện phiền phức cho tướng phủ. Cuối cùng, kết quả chẳng phải thế. Sau khi gả tới thì bà ta thật sự tu tâm dưỡng tính, thậm chí chẳng bàn về thơ ca, chỉ chăm lo việc nhà. Song duyên phận giữa người và người chính là thế đó, khi người không thích ai đó thì người đó làm gì cũng sai cả, dù là thở thôi thì cũng là tội lớn. Lão phu nhân nói với Lam Ngọc, đỡ phu nhân tới bên cạnh lão thân. Lam Ngọc bĩu môi, nhưng vẫn vâng lời tiến lên đỡ Liên thị tới. Sau khi Liên thị ngồi xuống, sắc mặt mặt thuần khiết nhìn lão phu nhân, lão phu nhân cứ nói chính sự đi. Đã muộn lắm rồi, không lại ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn bà ta, nói chắc chắn trong lòng ngươi rất ghét lão thân đúng không? Liên thị gật đầu, đúng vậy. Liên thị chẳng hề nể mặt thậm chí còn chẳng che giấu sự căm ghét của mình, khiến trong mắt lão phu nhân cũng nổi lên cơn tức. Nguyên nhân nào khiến người căm ghét lão thân? Lão phu nhân nhịn lại hỏi. Liên thị lẳng lặng nói, bởi vì người chưa từng thương mến thương mai, nhiều năm thế rồi vẫn cứ vậy. Khi tướng phủ ép nó gả đi, người là tổ mẫu nhưng chẳng màng đến máu mủ tình thâm mà chỉ chăm chăm đến lợi ích của mối hôn sự đó, chỉ muốn giúp hạ oanh nhiễm leo lên ghế thái tử phi mà bỏ qua hạnh phúc cả đời của thương mai lão phu nhân lắc đầu không đó không phải là nguyên nhân mà ngươi căm ghét lão thân mà là vì khi trần nguyệt nhung gả vào phủ lão thân đã chẳng giúp ngươi đuổi nàng ta đi mà đã giữ nàng ta lại trong phủ thậm chí còn đoạt luôn vị trí chủ mẫu của ngươi liên thị cười nhạt hơi trào phúng có liên quan gì đến trần nguyệt nhung sao nếu không phải sau cùng à ta ép gả thương mai thì à ta vẫn chẳng khiến ta căm ghét còn nếu muốn đuổi trần nguyệt nhung ra khỏi phủ ta cần gì phải nhờ lão phu nhân giúp chứ một mình ta đã có thể đuổi ả à ta ra rồi còn cái gọi là vị trí chủ mẫu đối với ta thì cũng như nước chảy bèo trôi thôi ta chưa hề coi trọng nếu như ngươi thật sự có thể đuổi trần nguyệt nhung thì những năm qua sẽ không bị lạnh nhạt đừng kiêu ngạo quá hôm nay ngươi được phong làm huyện chúa nên mới dám to giọng nói chuyện nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu cả khi đó ngươi đã vô năng thế nào từ đầu con đã biết đứa bé trong bụng trần nguyệt nhung không phải của tướng phủ rồi hơn nữa trong tay ta có đủ bằng chứng chứng minh chuyện nào, người nghĩ dựa vào cái này mà ta không đuổi nàng ta được sao? Ánh mắt lão phu nhân lạnh lùng, người đừng nói bậy. Khi đó Trần Nguyệt Nhung mang thai thật, đã được Lý Đại Phu chứng thực và đã uống thuốc phá thai rồi. Thế nên Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Lâm đều là máu ngủ của tướng phủ. Liên thị cười nhạt, lão phu nhân, ta cũng chẳng cần cảnh thái bình giả tạo. Ta cho rằng người tới tìm ta là để nói mấy lời thật lòng chứ nhưng nếu đã muốn đường đường chính chính lừa mình dối người như thế vậy thì ta thấy không cần lãng phí thời gian của mọi người nữa ta cho rằng tình cảm của mẹ chồng nàng dâu chúng ta không đủ để hai chúng ta chuyện trò trong hòa bình lam ngọc nghe thế thì nghiêm nghị trách mắng sao ngươi lại vô lễ thế dù ngươi có được phong là huyện chúa đi nữa nhưng khi ở trước mặt lão phu nhân ngươi vẫn phải tôn trọng một chút dù sao lão nhân ra cũng là mẹ chồng của ngươi Lam Ngọc là vị cô cô theo hầu bên cạnh lão phu nhân đã lâu. Ở trong phủ, bà ta và Thúy Ngọc gần như là nửa vị chủ tử rồi, lão phu nhân cũng rất coi trọng hai người họ, thậm chí bình thường Nguyệt Nhung cũng phải kính cẩn lễ phép với hai người họ. Liên thị thì càng không phải nói, chưa bao giờ dám chọc bọn họ, không ngờ hiện nay được phong làm huyện chúa, không chỉ khiến bà ta mất mặt, mà còn dám láo sược trước mặt lão phu nhân. Đúng là tiểu nhân đắc chí. Trên môi Liên thị nở một nụ cười lạnh lùng, Lam Ngọc Đầu tiên ngươi nên biết thân biết phận của mình rồi mới nói chuyện với ta. Nếu như ngươi cảm thấy ban nãy thương mai tát ngươi một tát vẫn chưa khiến ngươi tỉnh ngộ, vậy ngươi cách ngày chết chẳng xa nữa rồi." Lam Ngọc giận dữ, khẩu khí của phu nhân lớn quá, giống như trong mắt ngươi, giết người chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Ta đây muốn xem xem, phu nhân làm sao để ta cách ngày dỗ không xa đây." Liên thị nhìn lão phu nhân, "Lão phu nhân, ngài cảm thấy chúng ta còn có thể nói chuyện tiếp không?" lão phu nhân phất tay, để Lam Ngọc lui qua một bên. Tuy Lam Ngọc tức giận nhưng cũng không dám trái lời lão phu nhân, chỉ đành hậm hực qua đứng một bên, nhưng cơn giận trong mắt không hề giảm bớt. Sắc mặt lão phu nhân phức tạp nhìn liên thị, từ trước đến giờ bà ta không hề biết liên thị lại có một mặt cứng rắn như thế. Còn tưởng bà ta là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, thêm chuyện nhiều năm qua bà ta không hề bước chân ra khỏi nhà, không tranh không đoạt, nên cho rằng bà ta không có sức lực và dũng khí dạng này. Nhưng, hôm nay xem ra, có lẽ là đã nhìn nhầm liên thị rồi. Được rồi, lão thân cũng không vòng vo nữa. Người đi nói cho thương mai, bảo nó nói vài câu hay cho Tây Môn Hiểu Khánh trước mặt mộ dung khanh. Tuy chuyện ngục tù là khó tránh khỏi, nhưng có thể xử nhẹ thì nhẹ đi, tướng phủ chúng ta cũng dễ dàng bàn giao với phủ quốc công. Điều kiện trao đổi là gì? Liên thị dứt khoát hỏi. Lão phu nhân cười lạnh, người yên tâm, sẽ không khiến hai mẹ con ngươi uổng công chịu thiệt đâu. Khế ước bán thân của Quế Viên ở chỗ ta, nếu nó bằng lòng nói và có thể giảm hình phạt cho Tây Môn Hiểu Khánh, lão thân sẽ đưa khế ước bán thân cho nó." Liên thị nói, "Được, một lời đã định." Lão phu nhân không ngờ bà ta đáp ứng dứt khoát như thế, cứ thấy như có mưu cái gì, người chắc chắn nó có thể khiến Nhiếp Chính Vương nương tay một chút với Tây Môn Hiểu Khánh sao?" Liên thị nói, "Vương gia sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện không phải, nhưng ta tự có cách." chương 193, đánh Lam Ngọc. Lão phu nhân hỏi, cách gì? Người có cách gì cứ nói nghe thử. Liên thị lắc đầu, nếu ta nói rồi, ta lại không lấy được khế ước bán thân quế viên nữa. Lão phu nhân yên tâm, liên thúy ngữ ta nói là làm. Nếu ta đã nhận lời với người chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào bà, lão thân không tin ngươi. Bà ta không tin liên thị, bởi vì bà nói nhiếp chính vương không thể vì tình riêng mà bỏ qua nguyên tắc làm trái với luật pháp vậy dựa theo luật pháp tây môn hiểu khánh lại không thể giảm nhẹ tội liên thị đứng lên được vậy chúng ta lại không có gì để nói nữa lão phu nhân đột nhiên đứng dậy liên thúy ngữ đừng thấy ta cho mặt còn không biết xấu hổ liên thị khẽ nhíu mày lão phu nhân người không cho ta mặt mũi này chứ không phải ta không muốn người đưa ra Ta hứa ngươi làm được chuyện của ngươi thì ta sẽ làm được chuyện của ta, tất cả đều vui mừng, sau đó lại tiếp tục cảnh thái bình giả tạo, giả vờ là người một nhà, không phải rất tốt sao? Ngươi càng muốn trở mặt, lại giống như Liên Thúy ngữ ta sợ ngươi vậy, thú vị lắm sao? Bà nói xong thì hô một tiếng, Thương Mai. Thương Mai đã sớm không còn lời nào để nói với Hạ thừa tướng nữa, cô vẫn luôn để ý nghe động tĩnh trong phòng. Vừa nghe được Liên thị gọi cô, cô vội vàng bước tới liên thị nói chúng ta đi thôi lão phu nhân giơ tay lên với lam ngọc lam ngọc xông tới cản đường giọng điệu thâm trầm lạnh lùng nói phu nhân đại tiểu thư giờ còn chưa nói xong đã vội đi vậy sao liên thị quay đầu nói với lão phu nhân đã nói đến nước này lão phu nhân cảm thấy còn cần phải bàn nữa à lão phu nhân suy tính một lúc biết cho dù mình không tin được bà cũng chỉ có thể thẳng tay đánh một trận bà ta nói lão thân hứa với ngươi sau khi phán quyết đưa ra sẽ đưa khế ước bán thân của quế viên đến hạ trí uyển liên thị bình tĩnh nói được ta tin lão phu nhân liên thị rất am hiểu nói lời châm chọc câu nói này đáp trả lại lời lão phu nhân nói không tin bà quả thực chính là cực kỳ châm chọc lão phu nhân đã làm nhiều chuyện gây khó dễ tổn thương mẹ con bọn họ như vậy vào phương diện mấu chốt này lại nói ra hai chữ tin tưởng chính là tát mạnh vào mặt của lão phu nhân lúc thương mai đỡ liên thị rời đi Lam Ngọc tức không sao nhịn được, cộng thêm có lão phu nhân ở đây, cuối cùng lại nhìn theo bóng lưng của hai người và nói với giọng điệu khó chịu, đúng là tiểu nhân lộng quyền, được phong làm một huyện chúa thì người cũng trở nên cao ngạo rồi. Để xem người còn có thể cao ngạo tới khi nào. Thương Mai đứng lại, cúi đầu mắng một câu, má nó, không chút ra được cơn giận này, tối nay mình lại ngủ không được mất. Cô nói xong thì xoay người, dùng đầu ngón chân hất cái ghế lên, dùng tay đón lấy, lại xông tới đánh một trận vào đầu của lam ngọc cô cô đánh mãi cho tới khi bà ta khóc kêu cha gọi mẹ xin lão phu nhân giúp nàng ta lão phu nhân thấy thương mai lại dám ra tay ở trước mặt mình bà ta tức giận đến mức hai mắt tối sầm suýt nữa đã bất tỉnh trong cổ họng thật vất vả mới gào ra hai từ người người thương mai đã thả tay ra phun ra một bãi nước bọt lên trên mặt lam ngọc giống như một kẻ lưu manh ngoài chợ bản thân không có tự trọng muốn ăn đánh cô nói xong đỡ liên thị rời đi Lam Ngọc cô cô khó nhọc lắm mới bỏ được đến trước mặt lão phu nhân, quỳ xuống, khóc dòng nói, lão phu nhân, nô tỳ ở bên cạnh ngài hai mươi mấy năm, cũng chưa từng bị đánh tàn nhẫn, nhục nhã như vậy. Ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho nô tỳ đấy. Ngược lão phu nhân đau thắt lại, bà ta bắt đầu hiểu ra mình đã không thể tùy tiện bắt nạt mẹ con liên thị nữa. Nhận thức điều này càng làm bà ta cảm thấy bất bình và khó chịu hơn. Cả đời bà ta sống mạnh mẽ, sao có thể để con dâu và cháu gái đùa giỡn mình trong lòng bàn tay được. Ở phòng bên kia, Hạ Thừa Tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt đều bước tới, thấy vết thương trên mặt Lam Ngọc Cô Cô thì không khỏi kinh ngạc hỏi, sao vậy? Lam Ngọc Cô Cô khóc nói, tướng ra, đại tiểu thư cuối cùng lại ra tay đánh nô tỳ. Hạ Thừa Tướng nhất thời nghẹn lại, cái gì? Đánh người ngay trước mặt lão phu nhân à? Đúng vậy, tướng ra làm chủ làm nô tỳ đi. Lam Ngọc khóc nói, Tây Môn Hiểu Nguyệt thật ra không quan tâm tới điều này. Dù người này có được sủng ái mấy đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là một hạ nhân. Nàng ta hỏi lão phu nhân, đã nói với nàng ta về chuyện chuyển ra khỏi hạ chí Uyển chưa? Gương mặt lão phu nhân thâm trầm, chưa nói, cũng không thể nói được. Tạm thời ngươi cứ ở lại tiêu tương Uyển đi. Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt xị ra, lúc trước đã nói rõ chuyện này rồi mà. Sắc mặt lão phu nhân chờ thay đổi, vẻ hiền từ đối với Tây Môn Hiểu Nguyệt trước đó lại biến thành hung ác, chán ghét chỗ nào mà chẳng thể cho người ở được. Thứ hạ trí uyển có, tiêu tương uyển cũng có. Thứ hạ trí uyển không có, tiêu tương uyển vẫn có. Tây Môn Hiểu Nguyệt thấy lão phu nhân bỗng nhiên đổi sắc mặt thì vừa tức giận lại vừa uất ức, nhưng cũng không tiện chống đối bà ta trong ngày hôm nay, chỉ thản nhiên nói ta nghỉ ở đâu cũng không gấp, chỉ là chuyện trước đó đã nói rõ, không nên lật lọng. Lam Ngọc, đi thôi, Lão phu nhân không muốn nói thêm, cơn giận nghẹn trong ngực rất khó chịu, nếu còn nghe Tây Môn Hiểu Nguyệt nói thêm vài câu, không chừng sẽ phát cáo mất. Bà ta cũng không muốn xảy ra xích mích với Tây Môn Hiểu Nguyệt trong thời điểm quan trọng trước mắt. Lam Ngọc vốn còn muốn để thừa tướng và lão phu nhân ra mặt cho mình, tìm hạ thương mai tính sổ, thấy vẻ mặt hai người đều không tốt lắm, lại không dám nói nữa, đành nuốt cơn giận này vào. Chỉ là trong lòng bà ta âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho Hạ Thương Mai được sống tốt. Tiệc cưới ầm ĩ thành thế này, ngay cả tâm tư động phòng của Hạ thừa tướng cũng chẳng còn. Ông ta nói với Tây Môn Hiểu Nguyệt, nàng về nghỉ ngơi trước, ta đi thư phòng làm chút chuyện. Tây Môn Hiểu Nguyệt kéo cánh tay ông ta, có phần tức giận nói, đêm tân hôn, chàng lại muốn bỏ mặc thiếp thân lại một mình sao? Hạ thừa tướng nhìn gương mặt bị bỏng của nàng ta, thật sự không thể có hứng thú gì. Trước đó, ông ta có thể còn có nhưng ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện làm tâm trạng của ông ta rất phiền não, lại thêm bây giờ thấy gương mặt của nàng ta bị thương, xấu xí không chịu nổi, hứng thứ hoàn toàn chẳng có, nên từ chối lấy lệ không phải ta muốn bỏ nàng lại một mình. Tại hôm nay có người đưa tin báo qua là chuyện quan trọng của triều đình nên phải tranh thủ thời gian xử lý để sáng sớm ngày mai còn trình lên trên. Nghe được là chuyện quan trọng của triều đình, Tây Môn Hiểu Nguyệt lại chẳng có lý do gì để giữ ông ta lại nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy không vui nàng ta không phải là kẻ ngốc vẫn nhìn ra được ánh mắt hạ thừa tướng nhìn mình có vài phần chán ghét nàng ta hiểu được nguyên nhân là tại vì mặt mình nghĩ đến điểm này nàng ta lại hận hạ thương mai đến tận xương nhất định là hạ thương mai phóng lửa là mạng nàng ta lớn mới tránh được một kiếp nếu không tối nay lại chôn thân trong tướng phủ này rồi lòng giả thật độc ác tây môn hiểu nguyệt nghĩ vậy lại chưa từng nghĩ xem nếu tối nay Hạ Thương Mai không tránh được một kiếp, cũng sẽ chôn thân trong biển lửa. Mà tất cả những điều này đều do nàng ta bày ra. Thương Mai đỡ Liên thị ra cửa, Du ma ma và Tiểu khuyên đi tới đón. Thế nào, lão phu nhân có gây khó dễ cho phu nhân không? Du ma ma vội hỏi. Thương Mai mỉm cười, không sao, không có gây khó dễ, còn đánh cho Lam Ngọc một trận để chút giận đấy. Liên thị cười, không hài lòng nói, con đấy không có chút dáng vẻ gì của một thiếu nữ cả lại đi đánh người thô lỗ như vậy đúng là thô lỗ nhưng hả giận mà thương mai cười hỏi liên thị thở phào nhẹ nhõm nụ cười dần nở rộ không hả hận lắm chỉ nghe tiếng chứ không thấy được cảnh tượng đó hơn nữa ta cảm thấy con đáng lẽ phải tát mạnh vào mặt nàng ta mấy cái đánh rơi răng của nàng ta là tốt nhất chờ đấy thương mai lạnh lùng nói tiểu khuyên có vẻ rất hưng phấn thật sự đánh lam ngọc cô cô rồi ạ à nô tỳ rất muốn thấy đấy. Hai người Lam Ngọc Cô Cô và Thúy Ngọc cô, cô đều rất đáng ghét. Đặc biệt là miệng Lam Ngọc Cô Cô quá độc, cũng vô cùng hung ác với đám nô tài chúng ta. Trước đây Quế Viên đã bị bà ta đánh rất nhiều lần. chương 194, không được bắt nạt tiểu thư. Thương Mai hỏi Liên Thị về giao dịch với Lão Phu Nhân, Liên Thị nói cho cô biết từng chuyện, lại nói vô cùng tỉ mỉ. Thương Mai lo lắng nói, có thể lấy lại khế ước bán thân của Quế Viên thì tất nhiên là tốt nhưng sao có thể giảm hình phạt cho Tây Môn Hiểu Khánh được. Chúng ta cũng không thể đi cầu xin vương gia. Liên thị khẽ cười, con đấy, vẫn nên đọc luật lệ đại chu nhiều hơn đi. Trong luật lệ này có một điều, chỉ cần chứng minh kẻ đã thương người khác thực sự bị điên thì có thể miễn hoặc giảm hình phạt. Thương Mai A à một tiếng, không ngờ luật đại chu cũng có điều này. Thương Mai cười nói, mẫu thân, mẫu thân đọc hết các sách, bây giờ lại có thể phát huy tác dụng rồi ngày mai con đi một chuyến qua nói chuyện một chút với lương thị về điểm này lương thị sẽ biết làm thế nào để tìm nhân chứng chứng minh tây môn hiểu khánh bị điên liên thị nói vâng ngày mai con sẽ đi một chuyến thương mai nói cả chiều tối không nói chuyện sáng sớm thương mai đeo hòm thuốc ra cửa nàng đi tới nhà mẹ đẻ của lương thị trước nói kế hoạch với lương thị lương thị rất cảm kích sau khi bà ta dập đầu cảm tạ thương mai lại chất đống rất nhiều dược liệu và quà tặng quý lên trên xe ngựa của Thương Mai. Thương Mai chẳng qua chỉ từ chối lấy lệ, lại thật sự rất muốn có được những dược liệu này. Cộng thêm những món quà kia thoạt nhìn chắc là vàng bạc châu báu các loại, cô không thể làm gì khác hơn là đành miễn cưỡng nhận lấy, nhị phu nhân quá khách khí rồi, sau này không thể như vậy nữa. Sau này cứ đưa nhiều thêm một chút đi, ta rất cần đấy. Lương thị thở dài nói, người cầm đi mỗi năm ta chuyển tới phủ quốc công không biết bao nhiêu. Nhà mẹ ta chỉ có một mình ta là con gái, phụ thân và mẫu thân ít nhiều cũng trợ cấp cho ta. Trên đường qua phủ Lương Vương, Thương Mai hỏi Tiểu Khuyên, nhà mẹ Lương Thị rất giàu sao? Đương nhiên rồi, tổ tiên Lương Thị là khai quốc công thần. Khi ở triều Thái Tổ, tổ tông Lương Thị được phong là quốc công, lại được ban cho ấp trăm dặm. Sau đó quốc công không làm quan nữa, chuyển sang buôn bán, lại hợp tác với hồ gia mở tử lâu và khai thác mỏ vàng. Nhưng đáng tiếc, lương gia kiếm được không ít bạc, nhưng nhân khẩu lại ít. Thật ra không phải là nói lão phu nhân không thể sinh đẻ. Lương gia từng có mấy người con trai nhưng đều bị bệnh chết, bởi vậy chỉ còn có một người cũng sắp chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Là bị bệnh gì sao? Thương Mai hỏi. Không biết, nhưng mời rất nhiều đại phu cũng không có tác dụng. Mấy ngày trước, ta lại nghe nói sắp không xong rồi, có thể cố chống đỡ đến bây giờ cũng xem như là có phúc. Thật là đáng thương, sau khi Lương Quốc công phu nhân 45 tuổi mới sinh ra được đứa con trai này, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Không biết là bệnh gì sao?" Thương Mai hỏi. "Không biết, chỉ nghe nói là bệnh tim từ khi còn ở trong bụng mẹ. Mấy người trước đó cũng vậy, chẳng qua không chắc chắn lắm. Tất cả đều là do người ngoài truyền nhau thôi. Bệnh tim bẩm sinh à? Nếu nghiêm trọng thì không thể sống được mấy năm." có thể chống đỡ được tới mười mấy tuổi, quả thật cũng xem như không tệ. Nhưng nếu có thể kiên trì đến 15 tuổi, có lẽ tình hình không quá nghiêm trọng. Nhưng bất kể thế nào, ở đây không có điều kiện ra tay giải phẫu nên Thương Mai suy nghĩ một chút, cũng chỉ thấy đáng tiếc cho lương công tử này mà không hề có ý định qua chữa trị cho hắn. Khi bọn họ đến trong phủ Lương Vương, Lương Vương vừa mới rời giường. Sau khi sai người mời Thương Mai ngồi xuống, ông ta lại chậm rãi ăn sáng. Ăn chưa? Lương Vương ăn được một nửa mới chợt nhớ tới, muốn hỏi Thương Mai. Thương Mai lắc đầu, ta ăn rồi. Trên đường đến đây, cô đã gặm hai bánh bao, chính là muốn tranh thủ chữa trị cho ông ta. Nhưng ông ta thì hay rồi, bây giờ mới dậy ăn sáng. Lương Vương đẩy bữa sáng ra, mặt mày hớn hở nhìn Thương Mai, ngày hôm nay bản vương có một món quà cho ngươi. Quà à, Thương Mai thoáng động lòng, cố giấu niềm vui trong đáy mắt xem ra hôm nay cô sắp phát tài rồi. Lương Vương nói, không sai, nói một cách nghiêm khắc thì không phải bản Vương tặng cho ngươi, là Hoàng Thúc tặng cho ngươi. Sáng sớm hôm nay hắn lại đưa tới, hắn phải rời kinh mấy ngày, đã đi rồi. Hắn phải rời kinh à, trước đó ta không nghe hắn nói qua, thương mai ngạc nhiên nói. Chuyện gì cũng phải nói với ngươi sao, lương vương vỗ tay một cái, người đâu, mang quả tới. Hai người đi vào cửa, một người là gã sai vặt trước đó luôn đi theo bên cạnh Lương Vương, một người khác lại mặc trang phục bằng vải thô, bên thắt lưng rắt một thanh loan đao lớn, lông mày rậm, mắt to, dáng người cao lớn thô kệch, đôi giày vải trên chân đã rách tả tơi, lộ ra hai ngón chân cái. Thương Mai nhìn qua lại không thấy trên tay hai người có mang theo món quà gì cả. Đao lão đại thể hiện ra chút bản lĩnh cho đại tiểu thư xem. Gã sai vặt này lập tức rút thanh loan đao từ bên hông ra, "Vâng." Khẩu âm đặc giọng địa phương vừa dứt lời, lại thấy hắn ta thoáng ngồi xổm xuống, trong tay cầm loan đao bổ về phía trước mặt. Chỉ nghe rầm một tiếng, chiếc bàn trước mặt Lương Vương lập tức bị chém thành hai mảnh, bữa sáng trên bàn lại rơi đầy đất. Lương Vương chán nản, ta đâu có bảo ngươi chém cái bàn. Đao lão đại lại không để ý ông ta, cúi thấp người nhặt bữa sáng trên mặt đất và dùng vạt áo rách bọc lấy, miệng nhếch lên để lộ ra hai cái răng cửa lớn, bị bẩn rồi, không thể ăn nữa, cho ta hết được không? lấy đi lấy đi lương vương phất tay với vẻ mất kiên nhẫn thương mai trợn mắt người muốn tặng quà cho ta chính là bảo hắn ta thể hiện một chiêu cho ta xem à không phải lương vương tức giận gọi đao lão đại qua bánh bao đều cho ngươi hết qua đây ra mắt chủ tử mới của ngươi đi phải gọi là đại tiểu thư cái gì chủ tử mới à đao lão đại mở to mắt nhìn thương mai cẩn thận đặt bữa sáng được bọc trước ngực lên trên bàn trà sau đó đi tới trước mặt thương mai và quỳ xuống dập đầu cốp cốp mấy cái lão đại tham kiến đại tiểu thư mặt thương mai đen xì đùa gì vậy mắt đao lão đại lại càng mở to hơn đại tiểu thư cũng là người đất thục à thương mai khoát tay không ta không phải ngươi cô ngẩng đầu nhìn lương vương bất đắc dĩ hỏi được rồi vương ra đưa hắn ta cho ta là có ý gì người này bảo vệ chủ ai dám động tới người cho hắn ta ăn cơm Hắn ta có thể liều mạng với kẻ đó. Hoàng thúc nói người này ở lại Hạ Chí Uyển là tốt nhất. Về phần Quế Viên, chờ sau khi hắn trở về sẽ điều động Quế Viên vào phủ, đây là nguyên văn lời hắn đã căn dặn. Thương Mai nhìn Đao Lão Đại, người bằng lòng ở bên cạnh ta sao? Đao Lão Đại dè dặt hỏi, có cơm ăn không? Có, còn có thịt nữa." Thương Mai nói. Đao Lão Đại a một tiếng lại trợn mắt há miệng. Thương Mai nhìn thấy rõ bên miệng hắn ta có nước miếng chảy ra, được rồi, được rồi. Lương Vương cười nói tốt, để cho đại tiểu thư xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Nếu có bản lĩnh lớn, mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Đao lão đại lập tức nhảy lên và lao vọt ra ngoài. Chỉ một lát lại nghe bên ngoài truyền đến những tiếng động lớn ầm ầm ầm. Trên trần có vài thứ chậm rãi rơi xuống, đầu tiên là bụi bặm, tiếp theo là mảnh ngói lưu ly, li, tiếp theo lại có cảm giác như phòng này cũng hơi chấn động. Lương vương thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy quang cảnh trong sân thì hai chân lập tức mềm nhún, tim cũng đang dỉ máu. Ai cho ngươi chém cây đa nghìn năm của bản vương? Lương vương nổi trận. Là vương ra nói phải lộ ra bản lĩnh, đao lão đại nói vô cùng khí thế. Thương mai đi ra ngoài, nhìn thấy cây đa lớn trong san lại bị chém gãy, thân cây đổ xuống nóc nhà. Phòng này và cây này tiêu rồi. Người này không phải cố ý đâu, Vương gia đừng tính toán với hắn ta nữa." Thương Mai bắt đầu bao che khuyết điểm. Lương Vương tức giận mắng Thương Mai, "Không phải chém cây của nhà ngươi, người đương nhiên không tính toán rồi." Đao lão đại nhìn thấy Lương Vương tức giận mắng Thương Mai, không hề nghĩ ngợi đã lập tức nhảy dựng lên, trong tay cầm đao lại chém về phía Lương Vương vỗ, trong miệng kêu lên, "Đừng có bắt nạt đại tiểu thư nhà ta." Chương 195, thêm quân số. Một đao này, nếu là ở trên người Lương Vương lương vương thế nào cũng phải biến thành hai lương vương. Thương Mai sợ đến mức bắp chân mềm nhũn, ngăn lại đã quá muộn. Vốn tưởng rằng lương vương khó thoát khỏi kiếp nạn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó nhanh chóng nhảy lên cây đa lớn, lại từ cây đa lớn nhảy lên nóc nhà. Nhưng mà, đao phong sắc bén vẫn xé rách hy phục của hắn, lộ ra ra thịt trắng noãn trước ngực. Thương Mai nhìn mà sợ ngây người, đây thật sự là phế vật lương vương mà người khác nói sao người đi đường cũng không nhảy lên nhanh nhẹn thế. Lương Vương ở trên nóc nhà bạo giống, Hạ Thương Mai, nhân lúc đại đội thị vệ chưa tới, nhanh chóng đem tên ngốc này mang đi. Đao lão đại còn tỏ vẻ vô tội không biết mình đã phạm sai lầm gì, kinh ngạc nhìn Thương Mai. Thương Mai thở dài một tiếng kéo hắn chạy trốn, đi thôi, đồ ngốc, nếu không đi sẽ muộn. Đao lão đại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy vài bước, chợt nhớ tới bữa sáng đặt trên bàn trà lại vội vàng quay đầu lại, bánh bao thịt của ta. Tiểu khuyên giúp hắn ta lấy, thương mai quát một tiếng, nếu không đi thì sau này không có cơm ăn. Đao lão đại cảm thấy chuyện không có cơm ăn rất nghiêm trọng, những bánh bao này không thể ăn cả đời, sau khi cân nhắc, cắn răng chạy theo thương mai. Ở trên xe ngựa chờ một lát, mới thấy tiểu khuyên chạy ra, mang theo một bao lớn điểm tâm sáng, nàng leo lên xe ngựa liền ném cho đao lão đại, thở hồng hộc nói, người về sau không thể lỗ mãng như vậy một khi vương ra có chuyện gì không hay xảy ra, đại tiểu thư nhà chúng ta cũng phải xui xẻo theo. Đao lão đại ngẩn ra, vì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể biến thành quỷ hồn trở về tìm đại tiểu thư? Quỷ hồn thì ta không có biện pháp giết chết. Thương Mai cảm thấy cần phải nói đạo lý làm người này với đao lão đại. Người tên là A Đại đúng không? Thương Mai thật sự không có cách nào gọi hắn ta là đại ca. Đao lão đại, hắn ta sửa lại nói, trong tay ôm chặt lấy những điểm tâm sáng kia e sợ tiểu khuyên sẽ cướp đi sau này ta sẽ gọi ngươi là a đại nhưng ta gọi là đao lão đại a đại nếu không sẽ không có thịt ăn thương mai nghiến răng nghiến lợi nói hắn ta thỏa hiệp ta tên là a đại thương mai vươn tay đưa đao cho ta đao lão đại trần trừ một chút đưa đao cho thương mai mẹ ta đưa cho ta đại tiểu thư đừng bán lấy tiền không bán của ngươi thương mai vỗ chán một cái nhớ kỹ sau này khi ta không cho ngươi ra tay không thể ra tay lúc ta thật sự bị người ta khi dễ thảm ngươi có thể xuất thủ nhưng không thể dùng đao giết người ta còn nữa ngươi phải nhớ kỹ ai là địch nhân của ta ai là bằng hữu của ta ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe không ta sẽ lập tức nói cho ngươi nghe còn nữa lương vương là bằng hữu của ta ngươi về sau không được ra tay với hắn dù cho hắn đối với ta quát phải câu ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ đao lão đại mở to đôi mắt to của hắn không động thủ cũng có cơm ăn có ba bữa quản hết đao lão đại run rẩy một cái có vẻ đặc biệt hưng phấn hắn ta đời này còn chưa thử nói không giúp người khác đánh nhau thì có cơm ăn hắn gật đầu như giã tỏi vâng vâng đại tiểu thư nói sao thì làm vậy tiểu khuyên nhìn hắn một cái khẩu âm này của ngươi sao lại kỳ quái như vậy lúc thì là đất thục lúc thì lại không biết là ở đâu ta là người thục sau đó lại đến phương bắc khẩu âm hai bên đều có một chút những lời này là nói tiếng kinh thành nhưng mà nói không quá tự nhiên tiểu khuyên nói ngươi phải học tiếng kinh thành nếu không những người khác trong phủ sẽ nhạo báng ngươi ta không sợ diếu cợt có cơm ăn sẽ không sợ nhạo báng tiểu khuyên nhìn hắn ta ngươi ăn những thứ này sớm một chút đi thời tiết nóng như vậy ngươi một mực tre một hồi sẽ ôi thiêu đều là điểm tâm ngọt dễ bị ôi thiêu không ăn không ăn, giữ lại cho muội nguội. Đao lão đại lắc đầu, nhìn đồ vật trong ngực, nuốt nước miếng. Người còn có một muội muội sao? Thương Mai hỏi. Có, ở trong miếu đổ nát ở Thành Đông, ta đến ăn xin. Đao lão đại một mực vinh vang nói chuyện ở Kinh Thành, cực kỳ gian nan, muội muội đói bụng chờ ta, ta muốn đưa muội muội qua. Vậy nàng ấy cũng không ăn được nhiều như vậy, tiểu khuyên nói. Ăn được, ăn được, đao lão đại cho rằng tiểu khuyên muốn cướp ăn, vội vàng ôm lấy ba ngày ăn xong ba ngày đều thối thối cũng ăn được trong lòng thương mai hơi xúc động nhìn thiếu niên thô lỗ này quần áo cả người rách nát ngay cả đôi giày cũng không có nghe được bụng hắn ta kêu ủng ục ủng ục cũng không nỡ ăn một miếng ngươi ăn trước đi bây giờ chúng ta đi đón muội muội ngươi đưa muội ấy đi ăn một bữa ngon thương mai vốn định hôm nay sau khi trị liệu cho lương vương xong đi nhiếp chính vương phủ nhưng hiện giờ nhiếp chính vương không ở đây cô cũng không tiện đi chỉ là không biết hắn đột nhiên rời kinh đi nơi nào trước đó cũng không nói một tiếng thật sao đao lão đại nghe thương mai nói rất vui vẻ nhưng ngay sau đó còn nói hay là để muội ấy ăn đã trước kia rất nhiều người nói cho ta ăn ngon cũng không được chỉ lừa ta giúp bọn họ đánh người toàn đến nịnh bợ nịnh nọt lừa ngươi tiểu khuyên nghe được đầu óc đều bị bôi trơn thương mai biết hắn ta nói đến chết tiệt là mắng chửi người nói với tiểu khuyên hắn ta nhất thời không xoay chuyển được cũng có sau này ngươi dạy hắn ta nếu không dạy được thì thôi chúng ta nghe hiểu là được tiểu khuyên không quá thích sự thô tục của đao lão đại phẫn nộ nhìn hắn ta một cái sau này ngươi đi theo đại tiểu thư phải theo khuôn phép cũ không nên gây phiền vái cho đại tiểu thư đao lão đại ngược lại thập phần nhu thuận ta biết rồi xe ngựa đi đến ngôi miếu đổ nát ở thành đông mà đao lão đại nói có một nhà đầu mày rậm mắt to giống như Đao Lão Đại từ bên trong chạy ra, ước chừng 13-14 tuổi, trên mặt tất cả đều là bụi đen, quần áo cố kỹ rách nát, đi một đôi giày đỏ nhưng lại rất lớn, khi chạy thì rầm 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 rung động. "Ca ca, ca về rồi à?" Tiểu nha đầu nhìn thấy Đao Lão Đại, vui mừng hô một tiếng, nhưng lại hết sức cảnh giác nhìn Thương Mai và Tiểu khuyên. Đao Lão Đại kéo cổ áo nàng ấy đi ra, gọi Đại tiểu thư và tiểu thư hắn ta không biết tiểu khuyên cũng là nha đầu thấy tiểu khuyên ăn mặc gọn gàng cho rằng cũng là tiểu thư ta không phải tiểu thư ta là nha hoàn của đại tiểu thư tiểu khuyên vội vàng giải thích tiểu nha đầu tiến lên quy củ nói đại tiểu thư nha hoàn của đại tiểu thư thương mai thấy nàng ấy tuy nhỏ tuổi nhưng không hề sợ người lạ không khỏi sinh lòng thích ngươi tên là gì ta tên là đao tiểu nhị nàng ấy nói một đao lão đại một đao tiểu nhị vị đao lão cha này đặt tên thật là thuận tiện. Có điều thương mai không hiểu dân gian đại chu, trong triều đại chu, người đọc sách không nhiều, có ba phần ba dân số đều mù chữ, loại mù chữ này là mù chữ thật sự, chữ to không biết một chữ. Đặt tên thông thường có thể mời tiên sinh đặt tên, nhưng để tiên sinh đặt tên là phải cho tiền lì xì, người nghèo khổ không nỡ, dựa theo con số đặt tên, có người sinh con nhiều hơn, vượt qua 10 người, hoặc là nói là thế hệ trước đã dùng số chữ thay thế, đành phải ở phía trước thêm họ, xếp lại một lần nữa, biến thành trương trọng nhất, lý trọng nhị, chu trọng bắt các loại tên. Nhưng mà, bình thường vào phủ đệ cao môn làm nha hoàn sai vặt, gia chủ sẽ hỗ trợ đặt tên, kêu ban tên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không cần số đặt tên, sẽ dùng đồ đạc trong nhà đặt tên, nhưng nhất định phải đơn giản, bởi vì, cái tên này mặc dù là người khác gọi trong miệng, nhưng mình cũng phải biết viết, phức tạp học không được, đơn giản mới tốt. Audio điện tử võ tấn bền Khết tập 13